Tèo Tèo cái gì mày có lắp kèn xe không? Kèn xe gì? Xe hơi. Thần ơi mày bị điên hả ba lít? Xe mày xe máy gắn còn xe hơi làm chi? Tao gắn lên đi đi căng tôm đi tới đâu cái là bà con biết tao là ba lít tới căng tôm liền. Nhưng mà cái đặc trưng gì đó. Đặc trưng mày gắn mày chưa đi tới đâu hết là tao thấy giao thông tao kiếm tới mày tao phạt rồi đó. Chưa tính tới chuyện mà mày bóp kẹn dài dài rồi bà con ta chửi mày nữa. Ừ ha, làm gì bà con ghét rồi cái người ta không bán tôm cho tao. Mày gặp mấy người mà bị liệu hay bị yếu tim rồi đó, rồi mày bóp một cái đi rồi mày ăn cho hết. Mày biết sao không? Tại mấy bữa trước tao lên trên huyện á, tao thấy mấy tiệm sửa xe có gắn mấy cái đồ chơi vậy. Mà giờ trên đó tao làm nó có ăn lắm á nghe mày. Ê, không ấy á, mày lấy gì mày làm đi. Thôi mày ơi, nghĩ sao vậy? Tiệm tao có chút ép tiền đâu đầu tư. Với lại mấy đó nặng vốn lắm. Mà chưa tính tới chuyện mấy cái đồ chơi đó đâu phải cái nào người ta cũng cho xài đâu. Có cái người ta cho gắn, có cái người ta cấm. Không thôi lạng quạng ra đường tao phạt chết luôn á. Mấy đó thôi tao không làm đâu. Ôi cái gì? Nè ê, mày thấy trong đây nè, trên mạng nè thấy không? Người ta gắn ốc á, ốc màu trong đây nè. Ôi màu đỏ ấy, đẹp quá trời luôn nè. Ê mày gắn cho tao đi. Thì cũng đẹp nhưng mà mấy đó mắc lắm mày ơi. Mày mua sỉ nó mới rẻ, mày mua lẻ 1-2 con nó bán bằng như mua sỉ 1-200 con luôn á. Vậy hả? Vậy là kiểu này chắc lên trên huyện lắp rồi. Ừ. Ê đâu cần đâu, mày đi mua đi, vậy đây tao gắn giùm cho, tao không lấy tiền công. Mất quá bao tao ly phê được rồi. Mày mới nói với tao là người ta bán sỉ thì mày phải mua sỉ, vậy mày gắn vài con vô. Ủa rồi tao mua sỉ rồi tao gắn có xe tao rồi còn dư để làm gì? Trời ơi lo gì, gắn đi nào còn dư cho tao xài. Chắc tao đạp mày té xong quá. Ê Tèo. Gì? Ê. Gì? Tao có suy nghĩ như vậy nè. Mày chơi cổ phần không? Cổ phần cổ phiếu gì? Thì bây giờ á, tao bỏ tiền ra, tao đầu tư ba cái phụ tùng thiết bị đồ chơi xe đồ đó về cho mày, rồi xong á mày sửa lại hoặc là mày bỏ mối những người vòng vòng ở đây. Mày bỏ công, tao bỏ vốn, cái là lời mình chia. Nghe cũng được mày. Đó giờ cái xứ mình thì chưa có cái tiệm nào mà bỏ mối phụ tùng xe. Giờ cái mình lấy về, mình bỏ mối cho mấy tiệm sửa xe nhỏ nhỏ. Cũng hợp lý. Không thôi đó giờ người ta cứ chạy lên huyện người ta mua không à. Đúng rồi, làm thì làm lẹ đi. Chứ thôi người khác làm á là mình mất mối hết. Ê lẹ đi à, chứ thôi tao đổi ý à. Từ từ mày. Ê, bà giờ làm cái đó vốn khoảng nhiêu mày? Thôi đừng bàn tới chuyện đó nữa. Sao vậy? Nặng vốn lắm, không có tiền đâu làm mày ơi. Trời ơi. Vậy khoảng nhiêu? Mà để mà sắm mà đàng hoàng hết là cũng phải 8-9-10 chai gì lận. Sao ít vậy? Mày có 8-9-10 chai luôn hả? 8-90 chai tao còn có nữa. Anh thằng ơi, mày giàu dữ ba lít. Chủ giữa tôm mày khùng hả? Nhưng mà tao có một điều kiện. Điều kiện gì? Tao bỏ vốn vô tiệm sửa xe của mày thì tao phải làm chủ tịch hội đồng quản trị. Dẹp. Nghĩ sao vậy? Tao mở tiệm, tao sửa xe, cái mày nhào vô mày làm chủ tịch. Coi như tao bỏ cả chục chai đó vô, tao mua cái chức danh đi. Không. Trời ơi, cơ hội tao chỉ cho mày một lần thôi đó nha. Không là không. Anh em tao thấy tội nghiệp tao mới bỏ vốn cho làm chứ phải ai tao muốn bỏ là bỏ đâu. Tao làm chủ tịch thì mày cũng làm giám đốc chứ. Còn mày đi đâu vậy? Sửa xong tao đi về. Chưa trả tiền xe. Ghi sổ đi. Cả chục triệu tao còn có, huống chi ba lẻ tẻ này. Thánh thần ơi, sửa xe cũng có đầu nữa. Em. Anh Tèo. Có chuyện gì em kêu ra gấp gì vậy? Thì cái gì? Anh thấy em có gì đó khác khác không? M-
đâu thấy gì khác đâu. Trời ơi, ý là em mới đi gắn mi á, anh thấy đẹp không? Gắn mi hả? Quay quay anh coi coi. Ôi, hèn chi, nhìn kiểu này là thấy vừa dài vừa cong luôn á. Thấy sao, đẹp không? Đẹp. Anh Tèo. Anh Tèo. À hả? Trời, tự nhiên anh khen đẹp mà mặt anh bất biến vậy. À không, anh đang nghĩ tới một chuyện. Tức là thời buổi bây giờ ai cũng có cái xu hướng là gắn thêm cái này cái kia đúng không? Đúng rồi, cái nào có thể gắn có thể đắp nối vô là quất hết á. Ví dụ như là mi giả nè, tóc giả, rồi móng tay giả nữa. Bà Lít nó rủ anh hùng vốn để mà mua bán đồ chơi xe. Cái gì lãng nhách vậy? Tự nhiên em đang nói chuyện làm đẹp mà anh... Đồ chơi xe là cái gì? Không không, anh đang nói với em cái chuyện là làm đẹp cho những chiếc xe. Anh như mà lớn tính là kinh doanh cái dịch vụ mà làm đẹp cho những chiếc xe. À, mà em là bạn gái anh cho nên anh nói để hỏi ý kiến em. Nhưng mà bà Lít nó nói á, nó bỏ vốn vô cái tiệm của anh nhiều, cho nên nó muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị á. Cái gì? Ôi bác Hai. Dạ bác Hai. Mày đâu hả? Con gái ngoài giữa. Bác Hai tập thể dục hả? Thì đi vòng vòng tập thể dục rồi cho nó giãn gân giãn cốt mày. À, lên 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 xe con trở về. Thôi thôi thôi, đi tập thể dục rồi trở về. Dạ. Nghe nè Tèo. Sao? Chịu rồi hả? Rồi rồi rồi, để tôi quay lại nha. Rồi rồi rồi. Ủa Tèo, điện mày có chuyện gì vậy? Dạ, nó kêu gọi con hùng vốn vô tiệm sửa xe của nó. Trời Phật ơi, cái tiệm sửa xe có chút éo bên lớn vậy nè, mày đã kêu gọi hùng vốn rồi mới phải làm chuyện thấy ớn quá. Tụi con bây giờ là tính mua phụ tùng phụ kiện rồi làm cái tiệm cho nó lớn ra, nên cần rất là nhiều lo vốn. Con á, bỏ tiền vô nhiều con sẽ trở thành một cổ đông lớn, con sẽ có giữ chức là chủ tịch hội đồng quản trị. Trời ơi, phải làm như là chim bao không bằng, mấy ông mày ảo tưởng quá vậy ba Lít. Trời đất ơi, cái tiệm sửa xe mà chủ tịch hội đồng quản trị đồ làm thấy ghê quá. Thì từ từ mình mới phát triển lên được chứ bác Hai. Mà tại vì bác Hai biết không, con là có máu kinh doanh lắm, con nghe ở đâu mà có tiềm năng là con bỏ vốn vô liền. Mai mốt nhà bác Hai á có làm gì á con bỏ vốn vô cho. Thôi tao lại mày đi ba Lít, để cho tao yên tao bình dùng cái đó. Mày thấy tao tính vậy đi gọn khô không? Thay vì mày bỏ 10 triệu ra, bây giờ mày chỉ cần bỏ 4 triệu. Xong rồi em Gạo bỏ 6 triệu, cái em Gạo làm chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy kêu tôi lại làm cái gì? Rồi cái mày đút người nhà mày vô, hạ cổ phần tao xuống. Vậy sao hai người không tự làm với nhau đi? Thì tao báo mày một tiếng, để nhiều khi mốt tiệm tao mận ăn được. Cái mày trách anh em sao không báo với mày. Ủa tại sao vậy? Cái tiệm sửa xe có nhỏ xíu à, mà hai người người nào cũng giành cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, sao hai người hám danh như vậy? Nè, anh mới là người hám danh đó. Cái tiệm này là của anh Tèo, trước sau gì á nó cũng là của em. Thì mắc mớ gì mà em phải tranh giành để làm cái gì? Dù sao thì em cũng làm chủ tịch hội đồng quản trị thôi. Vậy thôi, tôi khỏi đầu tư, tôi đi về. Ê ê ê, nè nói cho hai người biết, ba Lít này á chỉ thiếu chỗ đầu tư thôi, còn tiền không bao giờ thiếu. Bình tĩnh đi, từ từ giải quyết. Mình chưa làm ăn nhau, đừng để nội bộ hội đồng quản trị của mình xào xáo. Ê, để từ từ tao tính. Giờ mày vậy đi, giờ mình hợp tác chia 50-50. Mày bỏ 5 triệu, em Gạo bỏ 5 triệu, xong rồi cái mình chia cái chức chủ tịch hội đồng quản trị. Mày làm chủ tịch 246, xong rồi cái em làm chủ tịch 357 ha. Ủa rồi ngày chủ nhật ai làm? Chủ nhật đóng cửa nghỉ, tao chở em Gạo đi chơi. Cũng được. Rồi vậy thôi, giờ tụi mình vô một cái cho nó vui vẻ hóng bạo ra. Rồi 1, 2, 3 vô. Vô.
xe mày bị gì mà tao thấy tối ngày mày ngắm nghía xe hoài tắm. Dạ tía, đâu có bị gì đâu tía. Tại vì bên anh Tèo á mở cái tiệm mà bán đồ trang trí xe đồ á tía. Nên á còn dán hai đại bàn nè, tía thấy không? Ừ, ba con luôn. Con mẹ nữa không? Hai con đại bàn con hai bên nữa. Rồi dán vậy đó hết nhiêu tiền? Rẻ lắm tía, có 120.000 à. Rồi sao mày không làm luôn lượt một đi, bữa mày làm con, bữa mày làm con mất thời gian quá vậy? Tại vì á bên tiệm của anh Tèo có chương trình khuyến mãi, đang đông khách lắm. Con đợi thưa thưa đi, con qua bọc thêm cái yên nữa cho nó im. Từ hồi có xe tới giờ, tao thấy tối ngày tập trung cho cái xe không nghe. Cưng xe còn phải cưng vàng nữa. Xe đẹp mà tía. Gì con đi bàn. Ôi xời. Trời Phật thánh thần ơi, uống giật giật gì đâu mà thằng này con nhà ai vậy, có duyên hết sức không? Chà, cái này rảnh rỗi thấy uống cà phê hoài ha, ngồi uống cà phê hít hà rồi ra vẻ ông chủ quá ha. Trời, con đâu có ở không đâu, ngồi dầm quán mừng sáng giờ muốn chết luôn vậy. Khách hàng ta nói nghe, xếp hàng dài 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 vậy nè, kêu con làm đủ thứ chân, nào là dán tem, bọc yên xe, thay áo xe, rồi sửa dè, sửa đủ thứ chân, mà cũng chết luôn. Không nói quá không đó. Thiệt chứ quá gì trời. Nếu thiệt vậy đó, cũng mừng, vậy là ngon rồi phải không? Dạ, cũng được được. Chú Hai ngồi đi, con kêu cà phê chú Hai uống, con bao. Trời ơi, biết bao lâu rồi mới thấy mày mời tao uống cà phê, mày trả tiền, mừng hết sức vậy đó nghe. Cô Hồng ơi, lấy ly phê cho chú Hai. Cô Hồng ơi. Ủa tía. Ừ. Tía đi ngoài phê hả? Đâu đây? Dạ con đi kiếm anh Tèo. Dạ. Cảnh chưa, bọc cái yên xe cho em đi. Ôi, mày không thấy khách người ta xếp bên tiệm tao hàng dài sọc hả? Mày tới sao gán chờ nào rảnh bọc cho. Trời đất ơi, đợi hôm qua tới giờ lâu gần chết, hẹn hoài. Anh Tèo. Hả? Anh có mua bán xe cũ không? Em có thằng bạn kẹt tiền muốn bán kìa. Thôi mẹ ơi, ba xe cũ mua đi bán lợi rồi này kia không gành. Nói sao chứ không, mày nói cái vụ này mày gành lắm mà. Thì cũng hơi gành gành. Nhưng mà tại giờ con đang kẹt vốn á, bị cái ba cái phụ tùng với phụ kiện bên tiệm, tao phải hùng vốn với ba lít chứ đâu phải làm mình nên đâu. Ghê vậy hả? Sắp mở công ty đó. Lít Tèo Gạo. Lít Tèo Gạo. Ừ. Là ba thành viên luôn hả? Ừ. Công ty trách nhiệm hữu hạn ba thành viên. Dữ dội nghe. Trời đất ơi, có ba người mà người nào cũng giành cái chức chủ tịch đó đó. Giao cho tổng giám đốc với phó tổng thì không chịu. Không có lính. Ủa mà anh Tèo. Hả? Anh thấy cái vụ mà mua bán xe cũ rồi nè, êm không? Có lời không? Lời lắm luôn á. Lời. Lời lắm. Ủa lời sao lúc đầu mày không làm nghề đi? Học nghề sửa xe chi vậy? Tại hồi xưa đâu có tiền đâu. Với lại con chưa tìm được nhà đầu tư. Không có vốn. Sao không nói tao? Tao đầu tư vô cho. Chú Hai chịu đầu tư hả? Vì giờ chú Hai đầu tư đi. Lời lắm luôn chú Hai. Nhưng mà tao sợ đầu tư với đó rồi dành với chức chủ tịch hội đồng quản trị với tụi bay mệt quá Tèo ơi. Làm gì vậy? Em làm gì vậy? Trời ơi, em đợi anh á mà mỏi cái lưng luôn á. Gì đó, em ngồi đi, ngồi đi. Là nãy em tập thể dục á hả? Chứ gì nữa. Anh làm cái gì mà lâu dữ thần vậy? Tại anh kẹt mấy chiếc xe bên tiệm á, anh tùm lum công chuyện chứ. Anh qua trễ xíu, em thông cảm cho anh nha. Em thấy á, dạo này anh không có quan tâm gì tới em hết á. Anh quan tâm em mà. Anh quan tâm em lắm luôn á. Tại anh lo kiếm tiền để
chuẩn bị cho đám cưới của tụi mình. Nếu như vậy thì cũng phải làm có giờ có giấc, chứ đâu ra mà anh làm cắm đầu cắm cổ suốt ngày suốt năm vậy, rồi không có thời gian nào mà quan tâm tới em luôn. Ô Gạo Gạo, em đừng giận, ngoan đi anh Thương. Để anh sắp xếp công chuyện đi, rồi cuối tuần á anh về sớm, anh tắm rửa sạch sẽ, kỳ xà bông xịt dầu thơm, qua chở em đi chơi nha. Nha. Đợi anh xíu, đợi anh xíu. Gì vậy ba Lít? Mày đi đâu? Mà hồi chiều tao đi ngang là tao thấy mày dọn tiệm rồi. Mày thấy tao không gọi cho mày là mày qua mặt chủ tịch hội đồng quản trị phải không? Ủa ngộ không? Tao làm mày phải cho tao nghỉ chứ. Mày là chủ tịch nhưng mà tao là chủ tiệm. Tao muốn nghỉ chừng nào tao nghỉ, đâu cần phải báo cáo cho mày. Nhưng mà giờ tao hỏi mày là mày đi đâu? Tao đang đi họp với chủ tịch hội đồng quản trị của ngày 357. Thôi à, mà đừng làm phiền, đang họp. Kệ nó đi. Gạo, đừng giận anh nha. Nè, Hoàng vốn lại cho mày đó, mày khỏi cần phải hùng hạp với tao nữa. Là sao? Thì trả vốn lại cho mày nè. Trời, tao mới làm chủ tịch hội đồng quản trị mới có mấy ngày, mày hạ bệ đâu rồi tèo? Điên quá, hạ bệ gì? Tại vì giờ tao đủ vốn làm mình rồi, khỏi cần phải hùng hạp cổ phần chi. Mới mốt tự nhiên anh em mình xích mích cự nữ vụ tiền bạc không hay mày ơi. Mày sợ tao cổ đông nhiều hơn mày đúng không? Điên quá. Tự ai nấy làm đi. Thiệt tình á, chỗ anh em tao muốn làm ăn giúp đỡ mày, mà mày làm gì tao buồn hết sức luôn. Có ở đâu buồn không biết nữa mày ơi. Hiện giờ mày muốn làm chủ tịch đúng không? Hiện giờ mày về bên giữa tôm mày đó, xong rồi mày đi lên xã mày đăng ký kinh doanh, xong rồi tự làm chủ tiệm, chủ dựa, chủ tịch, giám đốc gì của mày luôn. Đây cũng là một ý kiến. Chú Hai, nay con qua đây con gửi tiền vốn với tiền lời cho chú Hai. Con cảm ơn chú Hai nhiều lắm luôn. Dạ, yeah. Ủa làm ăn được lắm sao mà trả vốn sớm vậy mày? Thì cũng nhờ trời thương chú ơi, làm ăn cũng được được. Vậy đó hả? Dạ. Yeah. Chú thấy con lanh lợi siêng năng, nhưng mà hồi trước cái giờ đó không có quyết đoán. Giờ làm ăn được về rồi, chú Hai chúc mừng cho con nha. Dạ. Yeah. Trong cái chuyện này á, con cũng phải cảm ơn chú Thiếm Hai nhiều lắm luôn á. Nhờ chú Thiếm Hai bữa hổm la rầy rồi cái chỉ đường hướng đường này kia cho con, nên con mới được như vậy. Không thôi con cũng không biết cuộc đời cũng trôi gì đâu nữa. Chú lấy tiền vốn thôi, tiền lời chú không lấy, chú gửi lại cho con, coi như chú đi đám cưới con trước nha. Thôi không được đâu chú Hai, cái nào ra cái nấy. Bữa hổm chú nói là chú hùng vốn với con thì bây giờ phải có vốn, phải có lời chứ chú Hai. Dạ nó nói đúng đó. Nói trước bước hôm qua, biết đâu nó chia tay năm gạo rồi không có đám cưới rồi sao bác Hai? Mày ăn nói vô duyên quá ba Lít. Đó tầm bảy tầm bạ xui xẻo không à? Tại cái miệng của con, nói ra con cũng biết vô duyên nữa. Chú Hai thương con, chú coi con á cũng như là con cháu trong nhà. Vì chú Hai quyết định là không lấy cái tiền lãi này đưa lại cho con để con làm đám cưới. Nếu con không lấy, chú Hai giận thiệt á nghe. Dạ, chú Hai nói vậy thôi, con xin nhận lại phần này. Chú Hai, nhà con thì cũng đơn chiếc, không có ai. Con coi chú Hai như tía, như chú của con. Mai mốt tới ngày vui của con á, con nhờ chú Hai làm trưởng tộc, làm chủ hôn, đại diện cho nhà con nghe chú Hai. Rồi, cái đó chú Hai hứa. À. Dạ, cảm ơn chú Hai nhiều. Bộ hai vợ chồng chọc lộn nhau hả? Ảnh hết đó má. Tự dưng không không á, cái ảnh đòi lắp cái kèn hơi vô cái xe máy chơi vậy á. Không có được đâu nghe. Giao thông người ta cấm cái đó đó. Không tự nhiên cái xe máy rồi quất cái kèn xe tải vô đó hả? Bóp được cho điếc tai điếc mũi người ta hả? Dạ đúng rồi tía. Cái còi đó còn nghe còn thấy không ưa nữa. Vậy mà một hai ảnh đòi lắp cho bằng được. Còn không có lắp đâu té ơi, có
còn nó chơi thôi. Thôi đi, anh đừng có xạo. Cái đó là ghẹo em ấy, chứ anh có làm đâu. Cha anh này gan quá hen, dám ghẹo dâu của má luôn hen. Nó nói chơi á, nó không dám làm đâu con. Cái đó bây giờ đó, chánh quyền người ta cấm đó. Đừng có làm ô nhiễm tiếng ồn, phải không? Ô nhiễm tiếng ồn người ta làm việc gì người ta ngủ không được. Con nít rồi đó. Ai đâu cái xe của người ta chế tạo cái xe ra thiệt là đẹp vậy. Rồi đổ rồi gắn bởi cái tàu lao cái gì không ra gì chứ. Quay qua mày tăng trang gắn cho con vợ mày kìa, cho nó đẹp lên. Gắn cho xe làm chi, tốn tiền. Rồi. Rồi. Rồi gì? Rồi. Con độ cái tay vợ con kìa nè. Bạn ơi, đẹp dữ vậy. Đổ tầm bậy rồi. Cái chiếc lắc này đó là lắc của đàn ông mà mày đi mua cho vợ mày. Nữ người ta đeo chiếc nhỏ gì nè. À, không 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 tiếc. Cái này là con biểu anh mua á, tại vì con thích bự bự vậy á, mang cho nó sáng cái tay. Ừ, tôi cũng thích cái chiếc bự vậy nè, phải bự vậy mới được nè. Ông mua cho tôi chiếc nghe. Trời ơi, mày mua cái chiếc to vậy tao nói thiệt mày chẳng khác nào. Mày với mày hại té mày rồi chứ gì nữa. Hả? Hại rồi. Nay cà phê ngọt dữ ta. Trời ơi, tướng ngồi cháu ngoẩy đồ giống bà giám đốc quá ta. Trời, có đâu, sáng giờ chạy đi mua nước như oxy nó không thấy hả? Oxy thì sao? Thì có sao đâu. Má anh cũng đi làm giúp việc cho người ta đó. Trời ơi, em nói giỡn thôi mà. Căng vậy? Cao. Dạ. Em thấy gia đình anh sao? Thì em thấy bình thường mà, đâu có sao đâu. Sao bình thường được? Phải bất thường chứ. Tự nhiên căng vậy? Tự nhiên kiếm chuyện em vậy? Cũng tại suy nghĩ của em thôi. Anh tùm lum công chuyện, anh lu bu lắm, không có không kiếm chuyện với em đâu. Trời ơi, gì vậy? Ôi chẹt, nay chị Năm chủ tịch hội đồng quản trị ra đây giám sát nhân viên á ha. Trời, em đâu có dám, tự nhận làm ô xin mà còn bị chửi kìa. Đi về. Hai đứa mày giận nhau hả? Nhưng mà lần này mày sai. Năm Gạo luôn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Năm Gạo là chủ tịch hội đồng quản trị. Mày á, mày cho mày đúng là nó sa thải mày luôn á. Mày im đi, nói nhiều quá. Sớm đứng trước cửa quán tôi cứ thập thò, có chuyện gì không? Sáng tôi chưa mở quán, ám tôi à, có tin là... Ủa? Em, giờ này em khỏe không? Tôi vẫn khỏe, anh ngồi đi. Sao anh nói đi là đi miết vậy? Tại công việc mà em. Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Rồi dạo này quán mình bán được không? Thì cũng lai rai như trước giờ thôi. Vậy kỳ này về tính chừng nào lại đi? Tại vì lần trước anh vừa mới về, trên Sài Gòn có chuyện gấp, anh giải quyết hơi lâu. Nhưng mà bây giờ anh về đây ở luôn rồi. Ê, tạm tạm
Trời ơi, có sao không? Đi đứng đâu không nhìn, để cho bị gì? Ủa anh Bảy hả? Trời ơi, gặp anh qua em mừng quá trời luôn á. Mắc chứng gì mừng? Anh Bảy, anh phụ em diễn cảnh này nha. Cảnh này mình em làm không có được. Diễn hả? Dạ. Anh biết gì đâu diễn. Biết mà, không có sao đâu, phụ em đi. Hồi mệt quá, không biết diễn. Ủa, tía má đâu rồi Tám? Tía đi thăm ruộng rồi, còn má đi chợ rồi, không ai ở nhà hết trơn á. Thôi để anh đi giao cũng kiếm tía cái đã. Anh Bảy, phụ em đi. Thôi, tía. Ừ, tía mới thăm lúa về đó. Ba cái lúa đồng đồng, mà sâu cuốn lá nó ăn rồi đó. Dạ, bây giờ con đi mua ruốc liền nha tía. Theo tía đi. Tía. Gì? Tía phụ diễn với con cảnh này nha. Diễn cái gì mà diễn? Bởi cái gì? Trời, má. Gì vậy? Má phụ diễn với con cảnh này nha. Gì vậy? Làm diễn viên hả? Đúng rồi bác, đúng rồi. Cảnh này nè, mình con làm không được. Được không? Được. Cái nào? Này nè má, cái vai này dễ lắm. Nhưng mà cái vai con thì khó, tập mình không được. Dạ. Dễ lắm. Cái này đâu phải nghề của má. Má phụ với con đi, không ai phụ con hết trơn á. Cảnh một chút xíu mà. Biết gì đâu phụ. Được mà, má làm được mà má. Thôi, để má vô nấu ăn liền với trễ nè. Cái đó mới là nghề của má đó. Nghe. Ủa con. Dạ chú Vũ mới qua. Có tía nhà không? Dạ, tía con ra làm sao rồi? Chú Vũ về đó hả? Anh Hai khỏe hả anh Hai? Đi qua chỗ trò sen uống trà. Dạ. Đi. Chú về đây rồi có ghé quán Diễm Hồng chưa? Em có ghé qua quán rồi anh. Nhưng mà sau lần này về, em thấy cô Hồng xa cách em quá. Hồng, em đi chợ mới về hả? Khoan đã, để anh xách về giùm cho. Thôi khỏi, có mấy bó rau nhẹ hiều à, tôi xách được. Có mấy bó rau nhẹ hiều rồi, xách. Muốn nói lại tình xưa đó thì mình cứ bày tỏ tấm lòng của mình, có gì đâu ngại. Được hay không á thì mình cũng cho người ta biết cái tình của mình. Đúng rồi đó chú. Chứ giờ mình đã từng tuổi này rồi mà chú còn chần chừ cái gì nữa. Ấy chết chết. Được rồi. Đâu em, đi từ từ thôi. Em nhìn đi, em còn nhớ cái ao rau nhút này không? Lâu quá tôi quên hết rồi. Mấy chục năm không gặp, anh mà tôi còn quên chứ đừng nói rau nhút này. Vậy còn cái hộp này, tụi em còn nhớ mà. Anh vẫn còn giữ cái hộp này tới bây giờ đó hả? Vì nó là ký vật của mối tình đầu của anh mà. Làm sao anh quên được? Em còn nhớ cái ngày em đưa anh cái hộp này. Em nói với anh câu gì? Em nhớ không? Chuyện cũ quá, tôi quên hết rồi. Mà bây giờ có nhớ cũng đâu có nghĩa lý gì nữa đâu. Để anh nhắc cho em nhớ. Ngày đó
anh và em còn nghèo lắm. Em làm cái hộp này đưa tận tay anh, em cầu nói với anh, anh ráng đi kiếm tiền thật nhiều để mua cho em cọng dây chuyền, bỏ vô cái hộp này nè, đem qua nhà hỏi cưới em làm vợ, em nhớ chưa? À, cái thời mới có mười mấy tuổi, bồng bột, mơ mộng, hão huyền, hơi đâu mà tin, hơi đâu mà nghe chứ. Anh biết bây giờ em còn giận anh lắm. Ăn cơm xong á, uống cụm trà, thấy nó sảng khoái sao đâu hả bà. Chứ không phải trà tôi nấu ngon hả? Thôi, đừng nổ Tư ơi. Ủa, rồi cái chuyện hai cha con ông làm quân sư cho ông Vũ tới đâu rồi? Thấy ngày nào ông cũng đeo bám sát ở bển á, không biết được gì không biết. Còn bà Hồng, ưng thì nói ưng đãi đi, suy nghĩ này suy nghĩ nọ, phụ nữ sao mà phiền phức quá trời của đất. Ý là ông nói tôi phiền phức á hả? Tôi không có nói bà, mà bây giờ thí dụ như bà đó mà nằm trong hoàn cảnh bà Hồng đó thì bà thấy sao? Cái chuyện này à, cũng khó nói đó. Sao khó? Phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Mình cũng phải để ý tới những người xung quanh. Ừ. Coi thử họ có gì nghĩ không. Đó, mà chuyện tình cảm á, thì xa cách cũng đã lâu rồi. Rồi giờ không biết nó còn lại được nhiêu. Rồi còn ý kiến gia đình, rồi còn bạn bè nữa. Đâu phải dễ. Mình sống cho mình hay mình sống cho người khác? Đó là ý của tôi. Tôi đâu phải bà Hồng đâu, tôi biết bà nghĩ gì. Ủa nãy giờ bà nói là bà nói cái ý của bà hả? Ờ. Trời Phật ơi, vậy tôi hỏi bà cũng như không. Tôi hỏi bà, thí dụ bà là bà Hồng kìa. Bà ơi, bà Tư. Chuyện hồi xưa em với ông Thời đó, tới sau này anh mới biết. Nhưng mà lúc đó em hiểu cho anh, lúc đó anh đã có gia đình rồi, cho nên anh gác qua mọi chuyện. Nhưng còn bây giờ anh sống có một thân một mình, anh cố tình về đây tìm lại em để muốn được chăm sóc em đó. Nè, anh đừng có nghĩ như vậy nữa. Chuyện xưa là xưa, còn bây giờ là khác rồi. Sao nói vậy được? Bây giờ tôi chỉ coi anh như là bạn thôi. Thôi anh tránh ra tôi đi nè. Tránh qua đi. Cô vẫn còn thương chú nghe, nhưng mà vẫn giận cái chuyện cũ dữ lắm đó. Anh Hai nói cổ còn thương em. Thiệt vậy hả anh Hai? Trời đất ơi, chuyện này sao tôi dám nói đùa chú được. Dạ tía. Ừ. Thưa chú Vũ. Ừ. Chú Vũ chơi cái chiêu mưa dầm thấm đất đi, bảo đảm chắc ăn 100%. Đó, để gì đó, đeo đuổi nhái hả? Cứ tối ngày bên nhà ta sai muốn bòm đầu rồi, nó sai gì làm nấy đâu dám cự. Vậy đó mà tôi cũng được dâu đó. Rồi tía, sao gì tía cũng biết chân rồi. Trời đất ơi, tao tía mày mà bậy. Anh Hai, em thấy thằng này nói có lý đó. Thôi để bây giờ em chạy về bển á, em thực hành liền luôn đi. Ừ. Thôi em về kìa anh Hai. Chú cảm ơn con nghe. Dạ. Chúc chú sớm thành công nha. Ủa, sao chú Vũ mới qua chơi về rồi không? Dạ, vì chơi chiến thuật tình yêu với cô Diễm Hồng. Chà, giờ hai tía con chuyển qua mần quân sư tình yêu luôn rồi hen. Nặng lắm, để anh làm cho. Là anh nữa hả?
ta chưa dọn quán mà. Nước uống của Hồng ơi. Dạ. Cà phê anh? Không, bữa nay ho quá nghỉ uống cà phê rồi, chuyển qua chanh muối đi. Dạ. Trời, dạ giống như điêu thuyền. Anh hai, hôm nay đổi khẩu gì hả anh? Đổi ho quá rồi, không rồi ho quá. Đúng rồi đó, chanh muối này hay lắm á, thông cổ. Ủa chú Vũ đâu không thấy? Trời, anh hỏi ngộ à. Chuyện của ổng sao em biết được? Em đâu có giữ ổng. Trời đất ơi, mấy ngày nay túc trực ở ngoài này, tự nhiên bữa nay không ra. Cô không thắc mắc tại sao mà chú Vũ không xuất hiện sao? Úi xời ơi, ổng ra thì coi như em có thêm một khách, bán được ly cà phê. Còn không ra coi như bữa đó ế vậy thôi. Ôi xời. Dạ alo. Cô Hồng hả? Tôi là khách bên homestay của anh Hai Lúa nè. Anh Hai đang ngồi với tôi. Anh nhờ tôi gọi kêu cô đem qua cho ảnh liền hai ly cà phê gấp nha. Dạ dạ dạ, đem qua liền anh. Cảm ơn anh nha. Ở đây cây cối mát quá anh ha. Ừ, chú Vũ ngồi đây nha, tôi vô pha trà uống. Thôi khỏi đi anh, xíu nữa có cà phê của cô Diễm Hồng, uống ngon lắm, chắc xíu cô đem qua tới đó. Cô bộ em rồi phải không? Ngày nào cũng đóng đô bên đó hết trơn á, nhưng mà em thấy tình hình không có khá hơn chút nào hết. Gì ta? Cà phê nè anh Hai. Có người ta đăng ký phụ quán với cô kìa, tiếp với cô, có công việc gì nặng nhọc ta làm tiếp cho. Quán của em á ế muốn chết, em còn ở không mướn người khác làm gì. Thiệt tình nói nạo ngay, mấy ngày trước em có qua quán của cô uống cà phê, em thấy khách đông quá cho nên em có phụ chút đỉnh. Chứ có gì đâu mà anh nói chi cho cổ giận cô bỏ về rồi đó. Chứ không phải sáng bữa nào cũng thức sớm, lợi canh cô Hồng mở cửa vô mở hàng ủng hộ phải không? Đúng là chỉ có anh Hai mới hiểu em thôi đó. Trời đất ơi, anh làm gì lẻo đẻ theo tôi hoài vậy? Anh qua đi uống cà phê mà. Tôi mới bưng hai ly cà phê qua bên đó, sao không uống đi? Uống rồi. Nhưng mà đi từ đó qua đây bị khát nước. Vậy thôi ngồi đi, tôi cho tôi làm. Khoan đã. Cái gì nữa? Em đi từ bên đó về đây em có mệt không? Em ngồi nghỉ chút xíu đi rồi làm cà phê cũng được mà. Không mệt. Mà hình như bữa nay em dọn quán trễ ha. Bình thường mà, trễ đâu trễ. Bình thường là giờ này em dọn xong rồi đó, bữa nay trễ hơn mọi ngày 10 phút lận á. Trời trời trời, 10 phút cũng để ý nữa. Đừng có nói là theo dõi tôi bữa giờ nghe. Không có. Đâu có đâu, thiệt á. Thiệt thiệt, không có, thề luôn á. Thôi ngồi đi, tôi cho tôi làm. Ủa, tôi tính uống cà phê hả Tía? Tôi uống cà phê được chơi. Thôi, bữa nay tôi uống cà phê ở nhà đi. Hồi nãy khách hôm nay có đặt mấy ly cà phê, rồi sẵn con đặt bên cô Hồng cho Tía ly luôn rồi. Trời đất ơi, bữa nay quan tâm Tía quá ha. Ủa, con quan tâm Tía không thích thì sao? Sao không thích?
mừng muốn chết. Được con gái quan tâm mừng muốn chết luôn vậy đó. Tía. Đọc gì mà đọc quái con? Dạ bên nhà sản xuất á đang sửa lại vài đoạn cho nên con nghiên cứu kỹ lại tí. Kịch bản phim cũng khó quá em, sửa tới sửa lui hoài á. Dạ. Hơn hai mới qua. Dạ, chú Vũ mới qua chơi. Ngồi đi chú. Anh hai, vụ đó sao rồi? Cô Hồng có hỏi thăm về em không? Có. Cô nói nếu chú đừng ở qua quán cổ thì cổ sẽ vui hơn. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Thôi, em thấy cách này thất bại rồi. Mình tìm cách khác đi. Cách nào bây giờ đây? Cô Hồng ơi! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì từ từ nói? Cái chuyện gì? Cô qua nhà con lẹ đi! Gì? Cháy nhà hả? Cái chuyện này còn hơn cháy nhà nữa! Là sao? Có người sắp chết ở bệnh đó! Trời ơi! Ai chết bên đó? Chú Vũ! Sao vậy? Con không biết làm sao á! Hồi sáng mời chú qua nhà chơi ngồi uống trà với tía con! Đang ngồi nói chuyện uống trà bình thường vậy nè! Tự nhiên cái chú á! Co giật vậy nè! Cái méo miệng nữa, ôi xùi bọt mép méo mỏ, mắt giận chồng vậy nè, trào nước miếng tùm lum hết trơn á. Bây giờ má con bệnh sợ lắm cô Hồng ơi. Sao sao tôi đi bệnh viện đi? Chú nói á là phải gặp cô mới được chứ chú không có chịu đi bệnh viện. Bây giờ con bệnh lẹ lẹ cô Hồng, lẹ lẹ không gặp chú á. Đi đi đi, đi đi mới được chứ. Đi đi cô Hồng ơi. Trời ơi, anh Vũ ơi, anh Vũ ơi. Anh sao vậy anh Vũ ơi? Anh sao vậy? Mấy bữa trước anh còn mạnh khỏe lắm mà sao bữa nay anh vậy ạ? Anh ngồi anh tỉnh dậy để anh Vũ. Anh ơi anh không sao. Anh ngồi chút xíu khỏe không sao hết. Không được, để em kia tấm tạng phụ với em đưa đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện. Đừng bỏ anh không sao. Nhưng mà một chút anh khỏe lại. Anh có một chuyện. Anh ơi, chuyện gì? Một chuyện rất quan trọng muốn hỏi hỏi em. Anh ơi, trời ơi, giờ này còn hỏi nữa. Hỏi đại đi, hỏi đi anh, hỏi đi. Nhưng em hứa là phải trả lời thật lòng cho anh biết. Thật, anh trả lời thiệt mà. Trong tình cảnh này mà sao nó giống anh được? Nói đi, hỏi đi, hỏi đi. Có phải em ghét anh lắm? Anh mà chết đi em mừng lắm, vì em không còn gặp còn gặp anh mỗi ngày để làm phiền em, đúng không? Không, em đâu có ghét anh. Em thấy anh về em mừng lắm. Em gặp anh mỗi ngày em vui lắm, đâu có ghét đâu. Vậy em trả lời thật lòng cho anh biết, bây giờ em còn thương anh không? Không thương. Sao mà tôi ở một mình mấy chục năm nay vậy chứ? Vậy là bây giờ em đã thừa nhận rồi đúng không? Cả nhà đều nghe hết, cả nhà đều làm chứng hết luôn á. Sau này em không có được nuốt lời đâu đó nha. Anh không có bệnh phải không?
Anh lừa tôi phải không? Không có. Lừa tôi mà. Anh giả bộ thôi. Thì ra anh hai chị hai hợp tác với nhau lừa em phải không? Lừa tôi hả? Sự thật mà nói á, thì gia đình tôi cũng hết cách rồi. Nếu mà không có khoảnh khắc sanh tử này á, thì cô cũng không nói thật lòng đâu, đúng không? Tôi thấy cô á suy nghĩ nhiều thứ quá. Thôi, chuyện tới đâu mình tính tới đó. Chứ giờ suy nghĩ nhiều thì cũng chỉ thiệt thân mình thôi à. Nếu như thật sự em lo lắng như vậy thì tạm thời chúng ta qua lại một thời gian đi, rồi sau đó chúng ta sẽ công khai sao. Còn nếu như em muốn suốt cuộc đời này em sẽ không công khai thì anh sẽ nghe theo lời của em. Nhưng mà thật lòng anh muốn chăm sóc em lắm. Tôi thấy cô nên mở lòng ra đi, cho chú Vũ một cơ hội. Đó cũng là cơ hội cho cô đó. Đúng rồi đó. Cái này á là mình chỉ cho nhau cơ hội tìm hiểu thôi. Sống đến từng tuổi này rồi, một mình cũng quen rồi. Bây giờ đâu phải chỉ là chuyện tình cảm của hai người, mà nó còn nhiều cái vấn đề. Nếu sau một thời gian chúng ta tìm hiểu nhau mà em cảm thấy anh không hợp với em, thì lúc đó anh sẵn sàng nghe theo quyết định của em. Và anh sẽ ra đi, không một lời oán trách em đâu. Đó là anh nói đó nghe. Vậy là coi như cả nhà tôi hoàn thành nhiệm vụ của vụ mai mối rồi phải không? Rồi, chúc mừng, hạnh phúc. Sáng tôm tép sao không thấy gọi gì ra dựa bán cho vậy? Ồ, bữa nay lên giá đó, tranh thủ đi. Vậy hả, chắc nước đi nha. Rồi rồi. Mỏng. Ui. Ủa, anh Malik. Lâu quá không thấy em ra bán tôm. Thì tại tí em kêu người vô cân hết rồi, đâu có còn gì đâu bán. Thì không bán tôm ra chơi. Thôi, tự nhiên ra ngoài anh chơi có gì đâu chơi. Thì phụ anh làm này làm nọ, rảnh mình nói chuyện với nhau. Trời ơi, tí mà biết á, tí đập em chết luôn á. Thì em đừng có cho tí em biết. Anh làm như giấu tí được với hoài vậy. Trời, chuyện qua lâu rồi mà tí còn giận anh nữa. Thôi, hôm nào á anh qua nhà em chơi ha. Trời ơi, cái này anh còn gan dữ nữa. Anh mà qua ha, tí mà biết á, tí lấy chổi tí quét anh ra khỏi nhà luôn á. Tí đã nói rồi, còn giận anh dữ lắm. Giờ sao? Ê, không ấy em nghĩ cách giúp anh đi. Giúp hả? Cách gì vậy? Hôm nào tí vui á, cái em kêu qua chơi. Trời ơi, vậy mà làm hết hôn à. Ê, con gì kìa? Tía. Tía. Tía con gì ở đây mày? Kêu đàng hoàng nha mày. Dạ bắt mười. Đi tập thể dục buổi sáng mới về hả bắt mười? Tao nói cho mày biết, mày tránh xa cuộc đời tao với con mộng ra nghe chưa? Ủa, giống mười độ giống ba lít quá vậy ta? Bắt mười, lên con chở về bắt mười. Bác hai. Tao thấy nhiều mày với mười độ nói chuyện phải không? Dạ chú mười á bác hai.
Ủa mày không còn kêu nó bằng tía nữa hả? Mới kêu mới bị chửi luôn. Trời đất ơi. Thiệt cơ bác hai, con cố gắng phấn đấu còn làm ăn rồi vậy á mà cũng không bỏ qua chuyện cũ cho con nữa, vẫn ác cảm với con là sao không biết nữa. Tao nghĩ chắc mười độ nó cũng không có ác cảm gì với mày đâu ba Lít ơi, tại nó giận mày thôi. Thôi mày có lỗi rồi, mày cố gắng mày nói ngọt nó đi, rồi phấn đấu từ từ lấy lòng nó mày. Giờ lấy lòng sao bác hai? Trời đất ơi, cái đó tự mày biết chứ mày hỏi tao gì ba Lít. Để đâu không? Dạ con quăng rồi. Cái gì? Trời ơi, gói thuốc tía mới mua hút có 2 điếu à. Thì tại vì bác sĩ dặn là tía bị ho, tía không có được hút thuốc, cho nên là con đem đi quăng rồi. Hút nhiều quá đâu có được đâu tía. Bỏ thì phải bỏ từ từ chứ, bỏ cái gấp sao được. Mà không có hút á là cái miệng của tía lạch nhách lạch nhiễu à. À thì là tía bị lạc miệng đúng không? Ừ. Chờ con một chút. Cái gì vậy? Tía há miệng nó đi. Chi? Thì tía há miệng nó đi. Hả? À. Đó. Ngọt chưa? Chỉ cần ngậm viên kẹo này là tía hết lạc miệng liền. Trời ơi, tía đã dư đường rồi mà ăn mấy này vô tiểu đường chết nữa. Rồi chén này chén gì vậy? À con quên. Cái chén này á là cái chén tắc chân đường phèn con chưng cho tía ăn á. Con nghe người ta nói á là ăn cái này tốt lắm á. Tía ráng ăn hết nha. Ừ, để nó đi, tía ăn. Vậy thôi, giờ con đi chợ. Ừ. Dạ. Ờ, đi đi con. Bác Mười. Thằng Quý, mày làm tao giật mình mày. Dạ, con xin lỗi bác Mười. Mày qua đây làm gì? Dạ. Con qua thăm bác Mười với con có ít quà, con biếu bác Mười. Dạ. Thì không mà đem quà qua đây biếu. Thôi, mang về đi. Tao không nhận đâu. Dạ, thưa bác Mười, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận cho. Dạ. Thôi, tao không dám nhận đâu. Nhận mất công mang nợ lắm. Thôi, mang về đi, về đi. Dạ. Tao kêu mày đi về. Mày mang về đi. Nhanh lên, đi, tao kêu mày đi về. Đi, đi. Ủa? Sao rồi, sao rồi? Ủa, bộ tía không nhận à? Thôi anh cũng đừng buồn. Em cũng biết ngay là tía không nhận mà. Chắc tại vì mình không có duyên với nhau cho nên mới như vậy. Không ấy, anh đi tìm người khác đi. Em nói gì kỳ vậy? Từ cái lúc á mà anh gặp hoạn nạn khó khăn, em là người ra tay giúp đỡ anh. Là lúc đó em đã nằm trong tim của anh rồi. Anh cố gắng phấn đấu là vì tương lai của hai đứa. Anh không thể nào mất em được đâu Mộng. Nhưng mà
Em tính khóc đúng không? Em đừng có khóc. Em mà khóc là anh khóc theo luôn á. Không có đâu, em chỉ buồn thôi à. Em đừng có buồn. Em mà buồn là anh buồn theo luôn á. Hay là bây giờ em á cứ theo dõi nhất cử nhất động của tía thì em cho anh hay. Em giúp anh nha. Trời đất ơi. Ủa, mày tính đâu hả? Em về anh hai. Trời đất ơi. Uống chưa hết ly cà phê vậy gì? Em đem về nhà em uống. Thằng giận da dữ hả? Tôi không dám uống. Giờ bể hết trơn hết trội rồi. Bác Mười. Bác Mười, bác Mười. Ôi bác Mười. Dạ bác Mười. Mày sao mày cứ lãng giảng cho mặt tao hoài vậy mày? Dạ con có quà muốn tặng cho bác Mười. Bữa trước tao đã nói với mày rồi. Mày quên hả? Con tặng cho bác Mười cái này, đảm bảo bác Mười sẽ thích. Dạ, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận. Dạ. Này là gì đây? Trời, mày tặng tao củ cải khô làm gì vậy? Dạ không, cái này là nhân sâm. Nhân sâm ngàn năm. Nhân sinh ngàn năm. Bớt xạo đi mày. Dạ dạ 6 năm mà. Bác Mười, mà nhân sâm này á, ngâm rượu á, là trị được nhức lưng nè, rồi uống bổ lắm á bác Mười. Con nghe nói bác Mười á, mới bị bể hưu rượu nên con mua cho bác Mười ngâm lại. Hưu rượu tao mới làm bể hôm qua. Tao không nói ai biết. Sao mày biết? Dạ thôi rồi, tao biết rồi. Giặt kế bên tao chứ ai. Ủa? Bà lục đục léo đéo, bà kiếm cái gì mà bà kiếm hoài vậy bà Tư? Tôi nhớ tôi để đây nè, mà sao mất tiêu rồi? Bà kiếm cái gì? Tôi đang kiếm cái hộp sâm. Bà cần xài cái gì mà kiếm hộp sâm? Không phải, có hộp sâm nhưng mà tôi đựng củ cải muối. Trời Phật ơi, mắc gì hộp sâm ta mà đựng củ cải trong chi? Cái sâm á tôi xài hết rồi, nhưng tôi tiếc cái hộp nên tôi đựng củ cải trong. Chết cha, tôi cho 1 lít rồi. Ông cho 1 lít chi? Trời ơi, nó năn nỉ quá. Thấy gì cho nó, đặng nó tặng 10 độ, 10 độ đem đi ngâm rượu. Bác Hai ơi. Gì? Giờ tía của Mộng không chịu con rồi, sao giờ? Ao nói mày hoài. Một lần mất tính, vạn lần mất tính. Nói hoài mà không chịu nghe. Ăn nhậu cho cố vô. Lầy lũa, quẩy quạng, tùm lum tà la cho nó. Tại lần đó con nhậu nhiều quá con không kiềm chế được. Lầy như vậy,
Giờ nghe tới con còn mắc cỡ nữa bác hai. Vậy thì vậy chứ ăn nhậu cũng mới có chừng có mực chứ. Liệu cơm gấp mắm chứ. Nhậu cũng vừa vừa thôi. Vì cả cái xóm này nè, nhắc tới mày là người ta sợ rồi. Nó sợ cái ăn nhậu lạy lụa của mày đó, ăn nhậu bê tha đó. Con gái người ta đó, con vàng con ngọc. Không lẽ ta đem gả cho cái thằng ăn nhậu bê tha vậy hả? Dạ thiệt tình thì con cũng biết lỗi của con rồi. Mà giờ bác hai, còn cách nào á để cưới được em Mộng không bác hai? Nói gì thì nói, thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mày mà có lòng thương con gái người ta thật lòng đó, thì thôi bây giờ qua bển đi, rồi xin lỗi mười độ, rồi coi công việc nhà vườn tược gì đó nó làm đó, rồi phóng vô làm tiếp đó, để tỏ cái tấm chân tình của mình, ăn năn hối cải lại, thử coi nó có suy nghĩ lại không. Thì các bác hai, là bây giờ con còn cơ hội hả? Thì cứ làm đi, rồi mua món quà gì nhỏ nhỏ đem qua tặng nó. Ôi bác hai, nếu là bác hai thì bác hai thích quà gì bác hai? Trời ơi, tao khác, thằng mười độ khác, mày hỏi gì kỳ. Ui gì? Trời ơi, năm rượu củ cải muối. Chết cha, bà lít trận này rồi. Bà lít. Ôi. Dạ bác Mười. Bác Mười tới giữa con có gì không? Bữa nay tao qua rủ mày nhậu nè. Ủa sao bữa nay bác Mười qua rủ con nhậu? Thì bữa trước á, mày tặng tao cây nhân sâm. Bữa nay tao qua tao rủ mày nhậu được không? Dạ được. Ừ. Ờ mà không. Ủa sao vậy? Tại con hứa là con không nhậu nữa. Hứa với ai? Với lòng. Trời ơi, hứa với lòng. Hứa nghĩ hứa một bữa có sao đâu. À, tại vì lần trước con qua nhà bác Mười ăn nhậu lầy lội, làm cho bác Mười với em Mộng buồn. Rồi con không còn cơ hội gọi bác Mười bằng tía nữa, nên con hứa là con không nhậu nữa. Vậy là mày nói mày nhất quyết bữa nay không nhậu với tao phải không? Vậy là mày không có nể mặt tao rồi đó. Dạ bây giờ bác sai con cái gì con cũng làm hết, nhưng trừ cái nhậu này ra con không nhậu nữa bác Mười. Em này. Ủa mày đâu rồi Độ? Dạ em mới qua bên dựa của ông ba lít về nè. Vậy đó hả? Dạ. Tình hình sao rồi? À, chuyến này anh đúng tôi sai. Vậy hả? Dạ. Ôi bác Mười, bác hai, chuyện này là sao? À, sao cái gì, hên cho mày đó chứ. Bữa nay mày cầm chai rượu mày nóc vô một cái là coi như cuộc đời mày xong đó. Hôm bữa là anh hai anh gặp tao, anh nói vô cho mày đó, thiệt hết nói nổi nè. Tôi đã cấm nó quen với bà Lít mà nó cứ lén lén lúc lúc hoài. Tôi thấy thử bộm. Chút xíu nữa là con trúng kế của hai bác rồi. Coi như hôm nay á mày là qua ải đó. Dạ con cảm ơn tía. Gì tía? Tao mới nói qua ải thôi chứ tao có gả con gái cho mày đâu mà mày kêu tao bằng tía ngọt sớt vậy. Dạ con kêu trước cho quen miệng. Anh hai, thôi mình về đi anh hai. Ở nhà em á có ngâm hũ rượu sâm Hàn Quốc á. Bữa nào anh em mình lai ra nha. Rượu sâm hả? Dạ, sâm Hàn Quốc. Thằng ba lít nó tặng em á. Sâm á bác hai.
Ra bờ sông anh hẹn với em, mang nước ra cho mình. Sao quên rồi ta? Cho mình tình mình duyên đó, duyên chúng ta muôn đời. Anh Ba Linh. Ui, tôm hả? À. Trời trời, đây 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 đây. Gì vậy? Để đổ vô nó chết hết. Đổ đổ đi rồi lát anh căng lại cho. Ủa sao vậy? Sao không điện anh vô, anh lấy ra để em đi chi cho cực vậy? Thì tại em đang rảnh thì em đem qua cho anh thôi. Thôi, trời nắng em đi anh sốt. Trời ơi, có gì đâu, có chút xíu à. Anh cảm ơn em chuyện hôm qua nha. Bữa nay mình phải nghe lời anh hai nói mới được. Lửa thử vàng, rượu ngon thử bợm, mình phải thử thằng Ba Lít này. Anh nghe nè Mộng. Ủa anh đang đâu vậy? Anh mới ra giữa đang dọn đồ nè. Tí em đang đi ra kiếm anh đó. Ủa, tí kiếm anh có chuyện gì? Chuyện dài lắm, em không có thời gian giải thích cho anh đâu. Bây giờ anh nghe lời em dặn nè. Tí qua rủ anh nhậu á, anh không có được nhậu nghe chưa? Tí có vụ cỡ nào anh cũng không có được nhậu. Nhớ nghe. Ừ, anh nhớ rồi. Thì tại vì em sợ anh bị... Như lần trước đúng không? Mà nè. Ừ? Em hỏi anh này nha. Anh trả lời thiệt cho em biết nha. Ừ. Nếu như mà ngày hôm qua em không gọi cho anh á, anh có nhậu với tí không? Nhậu? Anh nói chơi á. Anh đã hứa với em á là không nhậu là anh không nhậu à. Anh bây giờ chỉ lo làm ăn thôi. Anh chỉ nhậu lúc cần thiết thôi. Nè, nước cam của ông nè. Trời đất ơi, kêu bà mua cà phê tưởng như bà mua nước cam. Thôi uống cà phê nó nóng trong người lắm. Với lại hổm ra giờ nè, trời sắp Tết tôi thấy chuyển lạnh đó. Nghe ông ho miết à. Thôi uống nước cam đi cho nó có vitamin C. Ai mượn bà, ai sai ai biểu bà. Cái cơ thể của người ta, ta không biết nóng hay lạnh hay sao. Tự nhiên ta nghiện cà phê từ hồi nào tới giờ. Rồi bây giờ bà muốn chuyển, giờ nào bà chuyển à? Bà chuyển qua cam, bà chuyển. Bà làm tôi như cái máy vậy đó, thiệt tình. Nói mà cũng uống. Cũng được chứ. Tôi thấy mấy đứa nhỏ về tôi ham quá không? Nhỏ nào? Con người ta. Trời đất ơi, con người ta về mà bà ham. Tôi nhớ mấy năm, chừng này là mấy đứa nhỏ con mình nó về hết rồi đó. Tôi nói cả nhà đông đủ, mỗi người phụ một tay dọn dẹp lau chùi. Tôi nói làm cái rụp cái là xong hết rồi. Năm nay tôi nói hai vợ chồng lục đục mần hoài không xong gì hết trơn. Trời, tôi nhắc cho bà nhớ nè, thằng Bảy nó thích ăn mứt dừa, thằng Tám nó thích ăn mứt bí, con Sáu nó thích mứt hạt sen. Năm nào cũng vậy, bà mua về qua Tết ăn sạch sẽ không còn hồn nào. Con biết ý con dữ hen. Bà đừng có thấy tôi không nói mà bà tưởng là tôi không quan tâm nghe. Để dọn dẹp nhà cửa nó thư thư vài bữa, xong rồi tôi đi chợ, rồi tôi mua mấy cái món mà con mình nó thích hen. Cũng đừng quên cái mức gừng nha. Sao quên được? Cái món đó là người ấy thích mà. Sao tôi quên? Tôi tình. Trời ơi, đánh từ từ thôi. Làm gì mà giống như tán phấn vô mặt người ta vậy không biết nữa. Đang bực. Bực chuyện gì? Mất cây son, bực sáng giờ. Trời ơi, tưởng gì mất cây son, mất cây này thì mua cây khác có gì đâu.
Nhưng mà cây đó tôi rất là thích. Màu nó đẹp, lên màu nó chuẩn nữa. Mà nói thiệt với ông, dân make up á mà mất đồ nghề là y như rằng mất đứa con ruột vậy đó. Ghê vậy luôn hả? Ừ. Thử ông coi, ông là diễn viên đó, ông mất vai coi, ông có buồn không? Trời, nói xui xẻo không à. Hiểu tâm lý tôi chưa? Thì hiểu rồi. Nhưng mà giận cá chém thớt không à. Cái mặt của tôi chứ phải tấm thớt đâu mà ông bầm lên dữ vậy. Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Rồi, không có gì. Nhưng mà nè, make up cho tôi kỹ kỹ đó nha. Da mặt của tôi dễ đổ mồ hôi lắm á. Hồi ra bể nền rồi đừng nói gì sao, mặt tôi khó làm à. Yên tâm, tôi xài đồ xịn không à. Bao tới tối cũng không có trôi đâu. Vậy chứ ông dám xài đồ dởm không? Hư da mặt cái diễn viên đền chết luôn á. Trời, ông này xúc phạm nghề nghiệp make up của tôi nha. Make up cũng phải có tâm đó. Con nghe này má. Dạ. Má ráng đi má. Con ở đây ráng quay thêm vài hôm. Sắp tới đây con đi thử vai. Nếu mà con được vai chính á thì con có tiền chữa bệnh cho má rồi. Dạ. Má ráng lên nha má. Biết tin gì chưa? Tin gì? Bên công ty Ánh Dương á đang tuyển diễn viên cho dự án phim sắp tới của họ đó. Vậy hả? Ừ. Ê, nghe nói đạo diễn là ai không? Hình như là đạo diễn Ly. Đạo diễn Ly? À, tôi biết rồi, anh Ly Nguyễn phải không? Đúng rồi. Trời đất ơi, tôi làm phim với anh mấy phim rồi. Anh thích tôi lắm, anh khen tôi diễn nữa. Vậy, ông thử ông coi liên lạc với ông đi. À, đúng rồi đó. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, con chào chú hai. Chị quen Tết hả? Dạ. Lâu ngày gặp mày đẹp trai quá ha. Dạ, thôi con về cho tía má con mừng nha chú hai. Rồi, tí nữa con. Dạ. Ai cũng về quê ăn Tết hết, thấy phát nôn. Cậu muốn diễn vai đó hả? Dạ đúng rồi đạo diễn. Anh thấy em có hợp vai đó không? Quan trọng á là chính khả năng của cậu. Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ. Em ơi mùa xuân đến rồi đó, pháo đỏ hồng tươi thắm tuyệt vời. Em ơi em xuân... Hồng độ rài bán được khách quá hả? Sao biết hay vậy? Thì hồi nãy anh vô cổng gặp nguyên nhóm khách mười mấy người. Với lại nhìn dàn ly là biết khách đông rồi. Mà khách ở đâu tới mà thấy sao lạ không vậy? Lạ quá vậy? Gì? Mấy người đó ở xóm mình chứ đâu? Xóm mình mà sao anh không nhìn cái mặt đứa nào hết? Mấy đứa nó lên thành phố nó làm việc. Bữa nay nó về nó ăn Tết. À ha. Mà phải nói mấy đứa nhỏ bây giờ á, nó nhỏ giò lớn nhanh như thổi vậy. Có đứa nó chào anh mà nó không biết nó con cái của ai luôn á. Chứng tỏ mình già rồi đó. Thôi nha, gần Tết đừng nhắc cái từ đó không có vui nha. Đừng có nói già. Anh á là không phải là già. Anh là thanh niên sống lâu năm. Còn em á là thiếu nữ... Nhiều tuổi. Đúng rồi, mình vẫn là thanh niên thiếu nữ. Thấy không? Anh làm gì vậy? Cơm này là tôi lấy trước mà. Cơm này đâu ghi tên ai đâu. Ai đến trước thì giành thôi. Giành vai nhanh lắm mà. Sao giành cơm chậm quá vậy? Ủa? Cơm? Ông không biết gì hả? Biết gì? Thằng Bảo nó đang ghét ông dữ lắm đó. Tôi làm gì mà ghét tôi? Chuyện gì? Kể nghe coi. Thì cái chuyện mà ông giành vai diễn của nó đó. Cái chuyện chọn vai là đạo diễn chọn. Tôi lấy cái quyền gì mà tôi giật vai nó? Nói chung á, ông với nó còn đụng nhau dài dài. Bị sao hả? Ơi sao lao chùi làm nó đau lưng quá ông ơi. Ngồi xuống đó nghỉ đi. Ông dọn phụ tôi. Trời đất ơi, tôi từ hồi sáng tới giờ tôi có nghỉ được một chút nào đâu bà Tư. Bà uống ly nước đi, khỏe lại cái gì. Chà, nay rót nước cho tôi nữa ha. Trời
Trời đất ơi, hồi nào tới giờ tôi gót cho bà mấy ngàn ly rồi chứ bữa nay gót ly gì? Bà mau quên lắm. Mau quên được cái vu oan giáo họa cho người ta. Bà nói là người ta vô tâm. Tôi nói hồi đó ở cái nhà cũ á, trời ơi, dọn dẹp chút xíu nó xong. Bây giờ ở nhà bự quá, dọn mệt ghê luôn á. Cũng bà, ở nhà nhỏ cái bà nói nhỏ quá. Có cái nhà cho hoành tráng lên cho bằng chị bằng em, nở mặt nở mày với bà con chòm xóm. Giờ ngồi đấy than thân trách phận, mệt bà quá. Nghĩ có cái nhà bự bự ở cho nó sướng, đâu nghĩ tới chừng dọn nó mệt dữ vậy đâu. Làm riết rồi, tôi thiệt á, bây giờ tôi hết còn tinh thần ăn Tết. Dọn về chừng nào xong? Thì cứ làm từ từ đi, giờ tới Tết thế nào cũng xong à. Tôi sợ tới giao thừa chưa xong luôn chứ Tết gì. Thì điện thoại hỏi thằng Tám coi nó có về không, chừng nào nó về. Kêu nó về sớm sớm đi, dọn nhà dọn cửa tiếp. Tết tới nơi rồi còn mua vé xe vé cổ đồ khó lòng lắm đó nha. Bộ vậy ông tính không về Tết luôn hả? Đang suy nghĩ mấy bữa nay đây nè. Rồi suy nghĩ làm sao rồi? Thì phải quay thôi chứ làm sao. Lỡ nhận vai người ta rồi, biết là Tết nhất ai cũng ham về hết. Nhưng mà cái vai diễn này là vai diễn quan trọng. Nó là cái bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp sắp tới của tôi đó. Nhưng mà Tết là phải đoàn tụ, không về sao được. Dạ con nghe nè má. Dạ chắc Tết này con về không được rồi má ơi. Con mới nhận một cái vai diễn, phải quay để qua Tết lận. Má, má nói với tía giùm con nha. Mà má nói cách nào để cho tía đừng buồn nghe má. Dạ dạ. Vậy thôi nha má. Nói vậy là ông không về Tết thiệt á hả? Chắc vậy rồi đó. Nhưng mà tôi thấy á, ông mà không về á là bác hai buồn lắm á. Chắc không sao đâu. Thì tôi quay qua Tết tôi về chơi bù với tía má tôi vài bữa cũng được mà. Chơi lâu lâu luôn. Thì thôi, nếu mà nói vậy thì tùy ông vậy. Sao rồi? Nó không về hả? Nó nói nó đang kẹt phim mới mà người ta quay cận Tết lắm. Có khi Tết này nó không về được á. Trời đất ơi, quay phim giữ thần thiên địa gì? Mới cho con người ta về quê ăn Tết được chứ. Ôi, kệ nó đi. Chuyện của nó tính. Nó không về sớm nó cũng về muộn à, cũng phải về ăn Tết chứ. Thì tôi cũng nói với nó vậy đó. Sớm muộn gì cũng phải về, trễ cũng được. Nhưng mà tôi thấy con nó cũng cố gắng quá chừng. Nó được chút thành tựu vậy cũng mừng cho nó. Thôi kệ nó đi. Đi đâu á? Uống ly cà phê cái. Hồi sáng giờ làm muốn bòm đầu chưa có uống miếng cà phê nào đó, ghiền muốn chết nè. Trời ơi, rồi đi rồi ai mà phụ tôi dọn dẹp tùm lum. Tôi uống xong tôi về liền. Rồi. Quán bà Hồng hả? Lẹ lẹ về nghe. Câu này quen quá bà Tư à. Tôi thuộc lòng hết rồi. Ngay tim đen là gì, á khẩu luôn rồi. Trời, giỡn mặt hay lúa hả? Thì cái chứ, tức ghê luôn á. Công việc ở nhà thì đang đi đê không chịu phụ tôi. Tối ngày ghiền cà phê, thích cà phê uống hoài. Không biết ghiền cà phê hay là cái ghiền người bán cà phê nữa. Tôi nghe đó nghe, chưa có đi đâu à. Nó lén nó lúc hả?
Con nghe má ơi. Sao má? Dạ, con về liền. Nè, anh em chuẩn bị tập trung quay luôn nha. Coi cảnh nào không có thằng Bảo á, thì quay trước đi. Ủa, sao vậy anh? Bảo nó báo á, là má nó ở dưới quê bị bệnh nặng lắm rồi, nên bây giờ nó phải về gấp. Nghe đâu cũng đuối lắm rồi đó. Trời ơi, mất thình lình vậy hả? Không có thình lình đâu. Má nó bị bệnh mấy tháng nay rồi, nghe đâu là ung thư đó. Úi, phim này cũng có ổng. Vậy chắc mình đổi diễn viên chứ còn gì nữa. Chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Thì tìm người khác thôi. Bình thường thì thằng Bảo á, nó càng ngày càng đêm để kiếm tiền lo cho má nó. Bây giờ tới nước này rồi thì phải về thôi. Phim á thì lúc nào cũng có, nhưng má thì chỉ có một. Thôi, anh em nhanh tay lẹ chân lên giùm cái đi. Chú ba, chú ba, bên nhà chú dọn nhà ăn Tết xong chưa? Ôi, tao năm nay khỏe bé ơi. Vợ chồng Đạt nó kẹt, nó không có về ăn Tết. Cháu nội còn nhỏ, cho nên má nó lên chảnh chăm sóc cháu nội. Bây giờ tao mới hiểu cái câu là khi con bạn có vợ nghĩa là bạn nó mất con, mà khi con bạn có con nghĩa là bạn nó mất vợ. Tao chỉ còn có mình ơi nè. Chiều 30 tao rước mẹ xong tao vô chùa tao hỡi xong tao tu xong luôn. Tết nhất mà con nó mới về rồi ăn Tết với ai nữa chứ. Thôi đi, để cho chùa người ta yên, người ta bình, mày vô mà công rối nữa. Mày vô mà nói chuyện sáng đêm với ông thầy chùa sao chịu nổi. Thôi thôi chú ba, chú ba đừng khóc. Tự nhiên Tết nhất khóc không không vui đâu chú ba. Chú hai, chú hai, nhà chú hai dọn nhà xong chưa? Chưa, còn có đóng cả lèn mày ơi. Ai kêu chú thím ở cái nhà chị bự chà bá? Không phải, không phải. Ý là cái nhà bự quá cái mình dọn nó cực á. Phải con mà không mắc dọn nhà con là con qua dọn phụ nhà chú hai chú ba rồi. Thôi thôi thôi, thôi khỏi, cảm ơn mày. Vợ chồng tao dọn từ từ để tới Tết cũng xong. Mấy anh hai em qua em dọn phụ anh hai được, em ăn Tết anh hai luôn cho đỡ tuổi ha. Thôi ba đời ơi, để cho tao yên tao bình. À, vậy hai đứa nhỏ kỳ này không về ăn Tết hả hai anh? Con tôi bây giờ nó làm cho công ty nước ngoài, nó ưu tiên lịch của Tết Tây hơn là Tết ta nên nó không có về. Mấy đứa nhỏ nhà tôi á, nó để nó sắp xếp công việc xong rồi nó điện cho hay về hay không. Sắp xếp gì nữa mà sắp xếp, giờ là phải biết chứ. Bình thường thì không sao, nhưng Tết là phải về, phải về. Trời đất ơi, công việc mà cô. Sắp nhỏ giờ công việc nó quan trọng hơn Tết cậu chuyện. Hai anh á, phải dạy lại tụi nó. Chứ em á, là em thấy không có được rồi đó. Ờ, thôi được rồi, để tôi về tôi dạy con tôi nó làm y theo ý cô nha. Này, ý của em á, nói á, anh phải nói cho tụi nó hiểu cái Tết đó Việt Nam mình nó quan trọng như thế nào. Chứ nó mà còn bây giờ nó lợt lạc vậy, rồi mai mốt đây tới đời con đời cháu nó không còn biết cái Tết nữa, không có nào về ăn Tết rồi còn đâu mà Tết nữa, đúng không anh? Sáng tôi lại đây uống cà phê chứ đâu phải lại đây để nghe cô giáo giảng bài hả? Chú hai đâu ạ? Giảng nghe nhức đầu quá, không có biết. Chú hai ở chơi, chú hai. Chú ba, chú đi đâu vậy? Vô làm quen với sư thầy để bữa mùng một cho thắp nhang đỡ bỡ ngỡ. Chú ba, chú hai, tại cô á. Tao lỡ lời. Lỡ lời đi, rồi ở đây chơi mình luôn. Chú ba, chú hai. Má nè, mới quay về hả? Dạ con mới về. Tía đâu rồi má? Đó nè, tía nè. Tía. Sao con? Tết nhất ba phim ảnh sao rồi? Có quay nhiều không? Dạ, ổn hết rồi tía. À hả? Chừng nào về? Thôi, tới tôi. Ờ, má nè. Có mình bà hay sao mà giành giật cái gì? Nó mới hỏi tôi bà không nghe hả? Kệ ổng đi con. Sao khỏe không? Ủa
Má bị sao vậy má? Má thì bị đơn cổ rồi. Tự nhiên ngủ sáng thức dậy cần cổ đi quẹo hôm nay ăn bên như con gà nòi bị trúng cửa rồi đó. Không phải là tự nhiên đâu con, bị gì á, hổm rà giờ má dọn dẹp nhà cửa, làm hơi nhiều cho nên ê ẩm hết người hà. Bà nổ đó, bà không có làm, bà sai tía không, bà sai tía muốn bòm đầu luôn vậy. Con rảnh con về đây con làm phụ với tía ngang, để tía làm kiểu này chắc sống không lâu quá, tía bị sai gì kiểu này tía chắc chết sức. Mệt ông ghê á, đừng nghe tía, má làm không chứ ổng làm gì. Thôi, má nghỉ ngơi đi. Có làm cái gì kêu anh chị Bảy qua phụ nghe má. Trời ơi má có kêu á chứ, nhưng mà anh Bảy con á nó cũng bận lắm. Trời ơi nó không phải dọn dẹp nhà cửa bên nhà nó nữa. Thôi không sao, bên này tía má làm dần lân cũng được hà. Nhưng mà nhà lớn vậy có hai người làm sao chịu nổi hả má? Có sao đâu, từ từ cũng xong. Má đau cổ vậy má mua thuốc dán về dán cái nó hết à. Mà má dặn nè, ở trên đó là con á, làm cũng vừa vừa phải phải thôi nghe không? Đừng có cố sức quá rồi á là phải giữ gìn sức khỏe mới được đó nghe không? Con biết rồi, má đừng có lo cho con không có sao đâu. Vậy nha, tắt rồi. Bà bố đừng lấy điện thoại tôi nha. Mày đếm trên đầu ngón tay coi, tía má còn được bao nhiêu cái Tết nữa mà không chịu về hả? Công việc thì còn nhiều cơ hội, nhưng Tết xung vầy bên gia đình thì còn phải đếm theo cái độ tuổi của tía má mình nữa tá mà. Dạ, em xin lỗi đạo diễn, em xin rút khỏi vai này. Cô giỡn mà hả? Phim đã bấm máy rồi, bây giờ cậu đòi bỏ vai làm sao? Dạ xin lỗi anh, nhưng em phải về quê. Thì bây giờ cậu quay xong đi rồi về quê lúc nào mà không được. Dạ mong anh thông cảm, tại vì Tết về quê sum họp với gia đình mới có ý nghĩa. Nhà em, chị Sáu em thì đi làm ở nước ngoài rồi, không biết Tết này có được cho về hay không. Còn anh Bảy em có gia đình riêng rồi, tía má em lớn tuổi rồi, nhà không có ai hết. Nếu Tết này em không về nữa chắc là tía má em buồn lắm đâu Duyên. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, cơ hội không phải có hoài cho cậu đâu. Tôi cho cậu biết nha, rất nhiều người muốn có vai diễn này của cậu. Dạ em quyết định rồi, em phải về quê. Hy vọng là lần sau anh em mình có cơ hội hợp tác. Đúng á, là Tết mọi người sum họp bên gia đình thì mới có ý nghĩa, nhưng nếu không phải là dự án đặc biệt thì chắc chắn anh em trong ekip đã được về quê ăn Tết rồi. Thôi được rồi, cậu về quê đi. Đạo diễn cho em về thiệt hả đạo diễn? Ừ. Tôi chúc cậu về quê đón cái Tết bên gia đình thật là vui vẻ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh nghe nè Mai. Anh đang xếp đồ chuẩn bị về nè. Mà nè, khỏi cần phải ra đón anh nha. Trời đất ơi, lo cái gì, xẻo lá với Sài Gòn á, anh đi đi về về hoài mà hơi đâu mà đón không biết nữa à. Ừ, anh biết rồi. Bà dài. Cái gì ấy, chạy như ma đuổi vậy ba? Ông đang xếp đồ chuẩn bị về quê phải không? Ừ. Chờ tôi về chung với. Ủa, chứ không phải là đóng phim hả? Không, tôi nghỉ đóng phim rồi, tôi về quê ăn Tết với tía má thôi. Phải vậy mới được chứ. Từ soạn đồ đi về. Chờ xíu xuống dưới soạn đồ đi liền nha. Nhanh đi nha.
Dạ alo em nghe anh đạo diễn ơi. À cậu về rồi chừng nào lên? Dạ khoảng mùng 5 mùng 6 là em lên đó anh. Có chuyện gì không anh? Thì lên cúng khai mái đầu năm chứ gì. Ủa em cũng được cúng khai mái nữa hả? Chứ còn gì nữa, cậu đóng vai chính mà, không cúng sao được. Nói vậy là anh không cắt vai em hả anh? Tôi mới họp với bên phía nhà sản xuất rồi, họ cũng thông cảm cho anh em. Nên bây giờ quyết định dời lại qua Tết, nên anh em cứ thoải mái vui vẻ ăn Tết đi. Rồi ăn Tết xong phải tranh thủ lên nha, mùng 3 lên á là cúng khai trương lấy lộc đầu năm đó. Có ok không nè? Dạ dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nha, chúc anh ăn Tết vui vẻ. Dạ 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 dạ. Ê ba dạy. Khỏi nói, nghe hết rồi, chúc mừng nha. Từ còn bây giờ thì về quê. Trời đất ơi là trời, đứng ở đây cả buổi trời luôn rồi mà không có chiếc xe nào về Cà Mau hết á, mệt cũng lả người luôn à. Thì Tết nhất mà người ta về nhiều xe đâu nữa rồi còn. Bởi vì mua vé trước là được rồi. Thì cũng tại ông không, lúc đầu nói không về rồi nước rút cái đòi về, làm tôi phải hủy vé luôn đi chung với ông nè. Trời đất ơi, có cái chuyện này không mà đứng đây ngày nãy tới giờ cứ lèm bèm hoài. Thôi được rồi, lỗi tại tôi được chưa? Rồi kêu vô bến mua vé cũng không chịu vô nữa. Giờ đứng đây sáng giờ không có xe đâu hết. Nè, bình thường xe về Xẻo Lá vậy ngang qua đây, giờ đi qua bến xe chút vòng đây nữa, mất công không? Nó hay quá ha. Đó, sáng giờ có xe nào không? Alo, anh nghe nè Mai. À, tụi anh đang đứng đón xe ngoài đường nè, mà sáng giờ chưa có xe nữa. Không sao. À, anh có mua quà cho em đó, nhiều lắm. Trời Phật ơi, nhạt nhẽo vậy đâu mà nó nổ lên đùng đùng hơn trời sập trời. Mở nhạc cũng vừa phải vừa đủ nghe đó chứ. Ôi, làm gì đó không? Trời đất ơi, không thấy sao còn hỏi. Lao nó vậy chứ làm gì? Ủa làm gì lao chùi sớm mà? Đâu không có mang để nó đóng bụi đóng bẩm. Em mua chùi vô cho nó bóng. Tết còn đi chúc Tết rồi nữa chứ. Chuẩn bị sớm dữ ha. Năm nay là đi chúc Tết à, có xui có da rồi. Tết lì xì rồi cho con cháu chứ. Bà nói tôi chứ bà mua gì mà lỉnh kỉnh lẻn kẻn vậy hả? Đẹp không? Ừ, cái này đẹp nha. Tôi nói ở quê đúng là thiệt Tết vui lắm ông ơi. Tôi nói ra chợ hen rộn ràng dữ lắm. Ôi ôi bán đồ Tết quá trời quá đất luôn. Tôi thấy ham quá nên tôi mua về dán nhà dán cửa cho nó đẹp. Ừ. Thôi bà đem vô bà dán đi. Ừ. Tôi tranh thủ tôi lặt mấy cái mai cho nó chỗ bông kịp Tết. Nhìn á. Ừ. Trời ơi mua được cái này tôi ưng ý ghê luôn á. Đúng rồi. Tết nhà cửa cũng mới có màu mè, hình ảnh quá mai quá hồng rồi chứ. Sài Gòn Cà Mau anh ơi, Sài Gòn Cà Mau không? Ai Sài Gòn Cà Mau không? Ê! Ê! Đây nè, đi đi anh đi. Anh muốn một bước về Xẻo Lá. Ê, luôn đây nè. Có xe kìa. Anh có xe rồi, để đón xe cái nha, nói chuyện em sao? Sài Gòn Cà Mau không anh? Đây về Xẻo Lá nhiêu anh? Đây về Xẻo Lá hả? 450 anh. 450 hả? Ê! Vậy là tính ra là mỗi người có 225 à, rẻ hơn cha hồi sáng tới 350, chả thấy mắc lắm. Đúng rồi. Đi 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 đi. Không anh ơi, anh nhầm lẫn rồi đó, mỗi người 450 á. Hả? Cái gì mà mắc dữ vậy? Ờ mắc rẻ gì anh, tới nhất tới nơi mà giật giá leo thang thôi. Leo thang leo vừa phải thôi, giá gì mà gấp đôi gấp ba vậy? Đâu gấp đôi gấp ba, bây giờ hai anh có về không? Không về ở lại Sài Gòn, từ đây đến chiều á không có xe cho hai anh về đâu nghe. Giờ sao? Thôi đi đại đi. Ờ đi. Mày nè, mấy cái thùng này chở lên giùm luôn đi. Ba cái thùng này hả? Ờ. Mỗi thùng 50, ba thùng 150. Gì cắt cổ vậy? Trời ơi anh ơi, em là lấy giá rẻ rồi đó. Ba cái thùng này anh quăng lên xe đi, là chiếm 2-3 chỗ ngồi của người ta rồi. Bây giờ một là thêm tiền, hai là bỏ quà ở Sài Gòn. Hợp lý không?
Thôi đi thì lên xe. Chắc lên Đại đi. Ừ, Đại đi, Đại đi. Ừ. Nhẹ nhẹ thôi anh. Hư đồ hết. Đi cái em. Phụ nó đi ba giây ơi. Chứ gì á. Kệ em đi. Nói nghe nè, xe gì đâu mà chật ních vậy, chỗ nào mà ngồi? Lát đi, lát tính cho. Thôi 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 thôi. Đi sao ngồi? Em say xe lắm luôn. Lên đi, lên đi, lên tôi sắp chỗ cho. Thôi. Lẹ đi, lẹ đi, trễ giờ. Ôi. Lẹ đi, còn bao nhiêu chuyến về ăn Tết nữa. Xe gì đâu á. Sáng vô. Rồi đi luôn bác tài ơi. Trời ơi, xe gì đâu mà chật quá. Vậy à. Bộ hôm nay em định làm kiểu bán luôn hay sao mà làm quá trời em? Không có. Em làm cho nhà mình ăn. Rồi sẵn đem cho má lúa với má ớt luôn. Hai má khỏi làm công. Cứ kiểu mà có tôm khô ăn với bánh tét. Trời ơi. Càng nhắc càng cả nước miếng à. Cái đó là mấy năm trước thôi. Chứ năm nay thì sao anh xui? Thì mấy năm trước má lúa làm cho anh ăn. Còn năm nay thì em làm. Mà năm nay là lần đầu tiên em làm nữa. Anh là ăn chục bạch đem thử nghiệm. Chạy đi. Vợ anh mà làm cái gì mà không ngon. Đỉnh quá. Sao đang vui mặt bí sĩ vậy em? Em nhớ Tết năm ngoái quá. Em bắt ý luôn hả? Ông Tân. Dạ. Yeah. Ông tính coi năm nay coi mình mua cái gì ăn Tết. Hốt hụi mấy chục triệu lận. Thì mấy chục triệu, bà muốn mua gì thì bà cứ mua đi, bà hỏi tôi làm chi, khoái gì cứ mua. Để tôi tính coi. Khỏi tính, bà khi ra ngoài chợ bà chọn cây mai nào thiệt đẹp, thiệt bự, thấy không? Rồi nào mà là bánh mứt, rồi kẹo, rồi bia, rượu gì bà cứ mua, chất đầy trong nhà đi, cho người ta thấy mình tới lớn. Tính chi cho tốn hao tất xám vậy? Mai nhà mình có rồi nè, tôi tính gì nào ông thấy được không nha? Tính sao? Đợi con nhái á. Nó hốt hụi gì à? Ừ. Cái tôi mua vé xe lửa, tôi đi thẳng ra Hà Nội để tôi mua mấy cái chậu đào á, về trưng xung quanh cái sân nhà mình nè. Ông thấy được không? Hay á, bà ít có sốc quá ha. Bắt xe lửa ra Hà Nội mua đào. Bắt xe lửa làm chi? Đi máy bay á. Ha. Ừ. Đi máy bay cho đào nó tươi. Ủa mà ngộ vậy? Mấy nay hụi ấy rồi mà chưa có giao tiền hả? Chưa, chị nhái đi lấy đó. Ông yên tâm, nó qua bên lấy là có liền hả? Ừ. Tía má ơi, tía má. Nhái gì kìa? Tía má. Tía má. À, từ từ. Ủa? Từ từ. Cái gì vậy? Cái gì mà bay chạy như ma đuổi vậy? Cô Năm mà tía má chơi hụi á. Người ta nói cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Cô bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì vậy? Cô bỏ trốn rồi tía má ơi. Trốn. Cái gì vậy? Giờ sao ba 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 trời đất ơi má. Thôi em đừng buồn nữa, với lại á năm nay á tía má em đâu có chơi hụi nữa đâu, nên không có sao đâu, đừng có lo. Em đi sắm đồ Tết không, anh chở đi. Đi sắm đồ Tết hả? Giờ luôn. Bây giờ luôn đi. Sẵn em mua mấy cái đồ trang trí nhà mình cho đẹp, cho nó có không khí Tết. Vậy nha. Rồi bây giờ em dẹp đi, rồi rửa tay em chở đi liền. Cái gì dòm dữ vậy? Ủa không cắt dây làm chi vậy? Thì cắt dây gói bánh tét cho anh chị. Thôi. Thôi thôi,
Năm nay mày đặt gói bánh tét nữa. Thì năm nay thấy buồn tay nên gói về gói bánh tét cho vui. Nhưng mà tôi nói trước nha. Cái gì? Ở nhà không có nếp, không có đậu, không có nguyên liệu sẵn à nha. Ủa? Vậy là sao? Thì á, mỗi năm mày đặt sẵn không à. Đâu có nấu gói gì đâu mà có nguyên liệu. Thì mỗi năm không nấu, thì năm nay mình nấu cho nó vui nhà vui cửa tết đồ. Thôi, ông dẹp giùm tôi một cái đi. Nhà có hai vợ chồng già ăn uống nhiêu đâu rồi bài đã gói rồi nấu kia cho nó mất công không. Thì bây giờ muốn nói chung là bây giờ là cứ mỗi năm mỗi khác đi. Nhà mình ăn tết năm nay cũng phải khác ở năm ngoái nữa. Thôi tôi đặt bánh của bà Ba Mít rồi. Ủa vậy hả? Ừ, tôi nói nghe nè, hỏi cái tới mùa tết á thì bà Ba đó bà bài ra bà gói rồi cái bà nấu giùm cho hàng xóm mình nè. Ừ. Để kiếm thêm chút đỉnh tiền thù lao á, mua quà bánh cho con cháu bả. Mình đặt giùm bả thì coi như mình ủng hộ bả. Bà nói vậy nghe cũng phải. Nghĩ giờ thời gian qua nhanh thiệt chứ. Tết đi qua, Tết tới, Tết qua, Tết tới. Một năm qua nhanh thiệt chứ. Mà tự nhiên giờ Tết tới nè. Nhớ là cái Tết năm ngoái. Trời đất ơi, chưa thấy cái Tết nào mà trong nhà nó yên lặng đến vậy. Yên lặng thấy mắc sợ luôn. À! Tím ơi! Giao thừa nè tím má! Con không học đi má! Tím! Con không nè! Nè tím! Đẹp quá trời luôn. Đẹp quá rồi. Vậy? Dạ. Trời đất ơi, con gái kìa. Mày thấy gương mặt của tao bà có vui không? Mày làm gì mà la mày mừng ré ré lên, mày hân hở nha. Gái rứa giọng ý tứ vậy chân. Cái miệng của bay á, la còn lớn hơn là tiếng pháo nổ nữa. Vô gọi thằng Cóc kìa. Để la lớn quá nó giật mình, nó vậy nó khóc sùm đó. Dạ. Ý kiến mày luôn. Trà gì bữa nay nó không có nghe mùi gì hết trơn. Ủa nè. Ủa bưng chuối bưng nhang đâu ạ? Thì đi cúng giao thừa. Trời đất ơi, ủa bây giờ khủi chưa đủ xui hay sao? Cái gì đâu mới cái mùng một mà bà chân nguyên cái nải chuối lên bàn thờ. Năm nay chuối nhủi gốc đầu gì nổi. Thì cũng tại vì bị giật hụi hết tiền á, nên tôi không muốn mua sắm gì hết á. Thì không có thôi, khỏi cúng đi, khỏi giao thừa gì hết. Trời ơi, Tết nó buồn như vậy mà bên kia nó karaoke chứ nhức đầu cũng chết. Bà chống cái tay kiểu khác được không? Thôi bà chống con kiểu vậy. Nhờ mấy bữa trước vua miệng rủ 3 lít thằng Tèo qua chúc Tết cho bà. Cái giờ như vậy. Ôi giá cho tụi nó quên đi. Đừng qua cho yên thân. Ui. Dạ Tết năm mới con xin chúc chú thím dồi dào sức khỏe, sớm có thêm cu tí. Dạ con chúc thím Tư với chú Tư phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin. Xin cảm ơn hai con nha. Ngồi đi con. Dạ dạ dạ. Thôi ngồi. Chúc mừng năm mới ha. Dạ. À dạ. Ờ mà chú thím ăn Tết lớn không? Ừ thì cũng cũng ăn Tết sương sương. Ừ. Nè. Dạ. Ngồi. Dạ. Cảm ơn thím Tư, cảm ơn chú Tư. Bất ngờ. Dạ thôi, tự nhiên cái con ngán đồ ngọt quá. Dạ con cũng ngán rồi. Chưa ăn mà ngán gì bay. Bà sao không lấy mứt thêm cho mấy đứa cháu nó ăn đi. Dạ thôi con để cho khách tới sau người ta ăn thêm. Dạ con cũng mấy bữa nay tụi con ăn quá trời. Hiểu rồi, thím Tư quên bỏ mứt vô thêm.
Thôi để Thím Tư xuống sau lấy mứt bỏ vô. Khỏi Thím Tư, tụi con cũng không ăn nhiều đâu Thím Tư. Khỏi chứ mày. Tụi con ăn chút đỉnh rồi Thím Tư ơi, không cần rồi Thím Tư. Thôi để cho Thím Tư mình lấy đi. Thôi nè, uống nước đi con. Dạ dạ. Uống trà, uống trà. Thôi cũng phải miếng bánh miếng trà chứ. Thôi Tư uống đi. Tư à. Tết nhất ai uống trà trời. Tết nhất ba ngày xuân này mình làm lai gai vài ly khai tiệc đầu năm chú Tư. Đúng rồi. Ừ thì tại vì buổi sáng sớm rồi chú uống không mà được. Thôi kệ, uống cho vui chú, mình không uống nhiều, mình uống cái ít thôi. Cho vui nhà vui cửa thôi, uống trà cũng bình thường quá. Dạ đúng rồi, một năm chú cháu mình có một lần à, mình uống lai gai cho nó vui. Đó thấy chưa, sáng sớm mà bên kia còn hát cao kê à bầm kìa. Nhưng mà bây giờ chú không biết chú làm sao nha, sức khỏe làm sao, sáng nhậu là không được, sáng nhậu là khó chịu người lắm. Uống trà đó, uống trà. Thôi chú Tư không nhậu thôi, mấy ngày này cũng không có ép uống được, uống không ấy chú Tư. Ở nhà coi tiếp khách rồi. Thôi để con xuống con chào xuống Tư một cái rồi tụi con qua nhà khác chúc Tết nghe chú Tư. Thôi được rồi, để xuống Tư mày có việc sao kể quá đi. Không được, phải chào xuống Tư. Có con việc con xuống dưới con đường mà. Nè, thôi uống trà, uống trà. Tôi đã nói thì đừng có kiếm một Tư muốn trốn một kiếm mấy này kỳ thiệt. Đúng rồi. Qua nhà bắt hai lúa đi. Đi nha con. Tôi chú Tương về. Vậy Thím Tư ơi, dịch giật mày. Mà thiệt, ông nhắc lại cái Tết năm ngoái, tôi thấy tôi còn gùng mình á. Sáng nghe nhạc xuân rồi nghe mùi Tết nghe. Cũng quỷ thần ơi, ủa mày tới hồi nào mà mày sáng sớm mày Tết nhất mày tới mày nhà tao mày ngồi mặt mày biết sĩ với mày không hên nha con. Sao ra giữa tôm? Dạ con sáng rồi con mua xong rồi con giao cho người ta luôn rồi. Mà Tết nhất này bán được không? Dạ Tết bà con mình có tôm nhiều bán cũng được lắm bác hai. Bán được phải vui chứ sao bán được buồn hiu mày. Con buồn quá bác hai. Tết nhất sao buồn? Mua bán được buồn gì? Tết á, con đi con thấy nhà nào cũng quay quằng xung vầy với nhau hết. Còn con có một mình lẻ loi con buồn quá. Ủa? Rồi tía mày á, chừng nào mới về đây ăn Tết? Tía con không có về. Trời đất ơi, Tết nhất cũng phải về cúng kiến ông bà ông giải chứ mày nói sao mày? Ở trển á, mấy hecta cà phê, tía con nói về không ai coi. Với tía con nói á, làm ăn được rồi nếu là tía con sang năm á là mua nhà ở trển luôn. Được quá hơn đâu nó không về. Trời ơi, con gọi con năn nỉ nó luôn, con kêu á là về chơi Tết với con vài ngày đi không chịu. Nói lên thăm tía con, rồi sẵn đi du lịch rồi đi phượt gì trên núi á. Thì chắc nó cũng phải về ăn Tết rồi nó còn chuẩn bị học hành rồi nữa. Tía mày nói vậy chứ ông cũng phải về để cúng kiến ông bà cái rồi muốn đi đâu đi chứ. Không về đâu bác hai, kiểu này chắc một mình con ăn Tết luôn rồi. Trời đất ơi. Bác hai. Giờ con tính vậy. Tính sao? Tết á, con bệnh con mình à. Mà tía con với Út Hân thì không có về. Không ấy giờ con dọn đồ qua đây, con ăn Tết với bác hai. Để cho gia đình mình ấm cúng, sum vầy hạnh phúc hay bác hai? Con tính vậy bác hai thấy im không? Không im đâu ba Lích ơi. Theo tao, tao thấy chưa im đâu. Mấy cô. Dạ, tiếp. Dạ, đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi độ ẩm của đất. Rồi sao, thấy ổn không? Dạ, ổn tiếp. Nhờ thời tiết đẹp cho nên bông nó ra đúng ngày. Tí nhìn cái vườn bông con thấy sao? Trời ơi, ở cái xóm này cái vườn bông của mày vậy là nhất cái xẻo lá này rồi đó nha. Ủa, rồi tính chừng nào giao? Dạ, ngày mai thương lái vô rồi con giao. Ngày mai thương lái vô lấy rồi mày còn kiểm tra cái gì? Dạ, phải kiểm tra chứ tía. Cái mùa này dễ bị sâu bọ lắm, con phải kiểm tra
để cho người ta mua về á, người ta chưng bông cho nó đẹp, với lại qua Tết bông vẫn còn đẹp luôn. Chà, nếu mà nói về cái người mà trồng bông mà có tâm với cái chắc là không có ai bằng bãi cò này hết trơn á. Có đâu tía. Ủa tía, tía đi đâu đây? Thì đi dạo vòng vòng mới coi mấy cái vườn bông mới sớm, rồi sẵn đó thấy cái vườn của mày ghé qua coi luôn. Cái này người ta gọi là du xuân á. Du xuân gì bữa nay mày? Ê mày thấy cái mấy cây mai bên nhà tía không? Dạ bữa con có qua con thấy rồi. Bữa khác, bữa nay khác, nay nhìn đã lắm. Đã lắm hả tía? Ừ. Ngày mai rảnh đó qua tía đi uống trà rồi ngắm mai luôn. Dạ. Ừ vậy ha. Dạ tía. Không mày làm gì làm mày tía đi nha. Dạ tía đi. Nhìn đẹp thiệt chứ ha. Tôi chờ bà nãy giờ uống hết hai bình trà rồi đó. Chưa xong nữa hả? Cái gì hoài vậy? Xong rồi nè. Gì vậy? Xong. Trời đất ơi, mua gì mà mua quá trời vậy? Quá trời đâu, quá trời. Có nhiêu đây thì quá trời. Ông biết sao không? Bị năm ngoái á, không có được vui. Cho nên năm nay á, tôi tính chơi lớn để bù lại cho năm ngoái. Thôi thôi, bỏ cái từ chơi lớn đi nghe. Cái từ chơi lớn hồi năm ngoái cũng làm tôi sắc bất sang bang, đừng có nói nữa nghe, tôi sợ à. Thôi kệ đi ông ơi. Cái tiền nó mất á, thì coi như là cái tiền học phí để vợ chồng già mình học, để cho biết đời với người ta. Mới qua con. Dạ. Thôi. Tía má, chuyện của Tết năm ngoái á, hổng ấy, mình dẹp qua một bên đi. Bây giờ cả nhà mình ngồi xuống dưới đây để bàn chuyện Tết năm nay nha. Thì năm nay cũng vậy thôi, có gì đâu mà phải bàn để tính như này tính nọ chứ gì. Có chứ tía. Ủa gì? Có con là rể mới nè. Ừ ha. Có rể mới thì có thêm niềm vui mới. Nè, tôi nói trước nha, cái này là tôi bao vui thôi à, chứ không có bao ăn à. Nè, mà tôi cũng nói cho ông biết nha, năm nay á, tôi đã thủ chắc chắn hết rồi. Ông khỏi lo đi, tụi con. Má lo. Dạ. Má mà giữ chưa? Đang nghĩ gì vậy? Hôm rồi sao nó có điện gì cho bà? Nó hỏi cái vụ Tết nhất đồ không? Nó gọi nó nói á, Tết năm nay nó không có về được. Bởi vì á, ở bên nước ngoài á, người ta không có ăn Tết giống mình. Nghĩ mấy bữa cũng không được luôn hả? Nó gọi nó nói vậy đó. Người ta nói cái Tết buồn nhất là Tết tha phương. Thêm chữ cầu thực nữa là tha phương, cầu thực. Lơ mơ năm nay chỉ có hai vợ chồng già ngồi ăn Tết thôi. Giống như hai con khỉ già đó. Ngồi ăn Tết cùng mấy khỉ con nó đi siết kiếm tiền hết rồi. Tết năm nay sao nhú nó không về? Rồi tám tàng nó cũng không về luôn ha. Giờ này chưa thấy xuất hiện coi như không về rồi. Ông coi đứa nào về đó. Chú hai đi mày. Có ai về nè. Tía má ơi, con về ăn Tết nè.
Hai, Thanh Long xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Trời ơi, mấy bữa nay Long về nghe, dọn dẹp nhà cửa quá trời luôn, không có nghỉ được chút nào luôn á. Đây coi nè, bây giờ là Long quét ván nhện nè nha. Đó, thấy chưa? Đó, quét ván nhện nè. Đó. Ôi, nhà Long rộng dữ lắm, rộng quá trời luôn, Nguyễn Văn Rộng. Để Long quay cho mọi người coi nha. Đó, thấy chưa? Rộng quá trời rộng luôn, dọn mệt dữ lắm. À. Má. Hả? Ra nói chuyện với khán giả con đi. Ra chào khán giả của con đi. Đây, má. Ơi, làm cũng làm mà lo nói chuyện nữa. Đây, đây, đây. Đây là người má thương yêu nhất của Thanh Long đó nha. Má chào mọi người đi má. Chào nha. Dạ. Trời, quát tim luôn kìa. Trời, thấy má mình tin chưa? Quy Nguyễn, má của anh Long trẻ và đẹp quá, nhìn như hai chị em vậy đó. Đúng rồi, má mình trẻ và còn trẻ và đẹp lắm luôn á nha. Trẻ nhất cái sớm luôn á. Cảm ơn nha, cảm ơn. Tươi. Trời đất ơi, mà làm gì mà tưới nước như vậy, tưới nước ngập cái mai như vậy. Trời đất ơi, ông tự nhiên làm hết hổ vía. Vậy sao mấy bữa trước ông kêu tôi tưới, rồi giờ không cho tưới là sao? Cái chuyện đó là chuyện của mấy bữa trước, còn bây giờ là tôi đang kèm nó lại để cho nó nở bông đúng mùng một, bạn có hiểu không? Hết biết luôn à. Đó, trời đất ơi. Rồi ghi gì vậy? Bà đó, bà đang làm cái tiến trình mà theo dõi của tôi nè, đó không? Tôi theo dõi để cho nó nở đúng mùng một, mà làm gì hư hết rồi. Đúng là không hiểu gì trơn. Ông làm quá. Làm gì chi cho cực kìa. Nè, đúng là đàn bà không hiểu gì hết trơn, thấy không? Bà đâu có biết cái thú vui của người trồng bông đâu. Trồng bông là cái gì? Để chăm sóc bông, thấy không? Rồi tới khi bông nó nở, cảm thấy thích thú lắm. Mà làm vậy là nó hư hết trơn cái chuyện của tôi rồi. Ừ, tôi không hiểu gì hết á. Uống miếng nước này không? Làm gì bưng nước cho tôi uống mà cười tủm tỉm từ ngoài kia vô tới đây vậy? Nhớ ai vậy? Nhớ ông nào hả? Có nhớ ông nào? Tôi mất cười tấm tàn nhà mình á. Sao cười nó? Tôi nói đúng làm diễn viên có khác. Nó quét dọn nhà ha, có 5 phút à. Mà hả, nó live stream hết 30 phút luôn á ông. Bà coi nó dọn hết cái nhà đó thử còn mấy ngày cho bà biết. Nó nói với tôi á là tại nó chưa có xuất chiêu. Nó mà xuất chiêu hả, rẹt đùng 2 tiếng đồng hồ là xong. Ừ. Nè, uống nước đi. Chú Hai thứ Mai ơi, có hàng nè. Rồi, tới nữa. Cái gì tao? Đây là cái thùng quà đặc biệt của một người đặc biệt gửi cho chú Thím Hai ăn Tết á. Chú Hai biết ai không? Của con Sáu Nhú á. Cái gì? Quà chị Sáu gửi về hả? Ừ. Đi coi của em không nha. Ê, coi có gửi gì cho tao không? Vô duyên. Quà của chị tôi gửi cho nhà tôi cho ông xong hỏi. Vậy hả? Vậy thôi. Thiệt tình. Tết nhất mà không cho người ta về ăn Tết. Dạ thì Tết ở nước ngoài khác Tết mình. Tết mình thì mình được nghỉ. Bên bển nó đâu có ăn Tết theo mình đâu má. Bởi vậy không biết nó ức cái gì mà ức dữ gì không biết nữa. Đi nước ngoài làm việc mới chịu. Tôi mà biết vậy á, hồi đó tôi không cho nó đi à. Cái bà này. Thôi, con giao xong thùng quà coi như con xong nhiệm vụ. Thôi chú Hai con về. Ừ, về đi con. Về gì chứ, Tết nhất gia đình cũng mới sum họp, đầy đủ mặt mày thì nó mới vui. Có quà mà thiếu vắng một người cũng không có ý nghĩa gì. Mà tôi báo trước nha, trưa nay là không nấu bằng ông đâu á. Đi đâu ăn thì đi à. Cái bà này lãng không?
hai cái chuyện đó có liên quan gì nhau đâu. Cháu bà ngoại nè, cháu bà ngoại đèn ơi, đừng đi ăn của ngoại. Ủa con bé Ân nữa hả? Không, bà ngoại con mới tới. Con bé Ân nó nghỉ Tết rồi nên con dẫn qua đi chơi với ông bà ngoại luôn. Ừ được đó, một lát ba má con ở đây ăn cơm với ngoại. Đi vô đúng rồi, đi vô mà đi đi đi. Ôi trời, chân ối, trời chân ối. Trời đất ơi, biết làm cho tôi thành người tàn hình luôn vậy. Không ai nói gì tới tôi hết trơn á. Rồi giờ còn ăn mình nữa chứ. Mọi người nắm hết gì tôi giao chưa? Nắm rồi. Mọi người bắt đầu làm gì được chưa? Được rồi. Ừ, bắt đầu tính giờ. Ừ. Tía. Ơ trai ơi, đừng có đụng vô mấy cây mai chú hai nha, đổ ngã hết á. Chàng ơi, tuổi trẻ có khác. Phong cách thành phố dữ hen. Dạ. Công nhận nhanh nhẹn ghê á. Nhìn cái tướng tàn tàn, tưởng đâu là dọn nhà không kịp chứ. Ai về cũng tính toán cũng hay nha, mướn nguyên đội ngũ làm cái rụp cái sông liền hen. Ôi, bà làm gì vậy? Ông làm tôi hết hồn. Kiếm gì trong vậy? Trời ơi, tôi đang thưởng thức hoa đẹp. Thưởng thức hoa đẹp mà bà muốn cắm cái mặt bà vô trong cái chậu luôn vậy? Ủa? Không biết gì hết. Ê, hai cái chậu này đâu đẹp hả? Thì tôi mới đi ra chợ mua về đó. Người ta mới chở tới tức thì nè. Sáng nghe nói bà đi chợ sớm tưởng bà mua đồ. Ai về đi ra chợ mua hoa ha. Thì tôi cũng mua ít đồ. Đẹp. Mà thấy bông hoa đẹp quá trời, cầm lòng không đặng. Vậy là nhiều. Ê, có mấy trăm ngàn à ông? Rẻ không? Mấy trăm ngàn, bà nói là có mấy trăm ngàn. Sao bữa nay chơi lớn vậy ta? Ngày thường vợ tôi đâu phải như vậy. Thì lâu lâu cũng tùy lúc tùy nơi chứ. Vậy mới đúng là vợ của Sáu lắm nè. Ai? Vậy chứ bình thường tôi là cái gì của ông? Là bà nội. Bà nội của sắp nhỏ. Bà là bà chủ của tôi. Vậy thì còn được. Cây mai này còn lâu mới bằng cây mai nhà mình. Vì bà nói giữ tụi nó ngon lành. Ủa? Anh Xuân tới nào vậy? Đi vô nhà ông nước. Dạ được rồi anh Xuân. Qua kiếm nhái, nhái có nhà không anh? Ủa nhái nào ở bên nhà nói chứ đâu đây? Ủa vậy hả? Tôi tưởng nó ở đây chứ. Vậy nó không có đây thôi, xin phép anh Xuân tôi về ha. Dạ. Uống nước đi hả vậy? Thôi để tết là uống luôn anh, tết là uống luôn. Dạ dạ về anh chui. Làm như mình không biết qua rình ngó cây mai mình có đẹp hay xấu. Trời đất ơi, nguyên cái xứ này có cây mai nào qua cây mai hay lúa đâu. Đừng có rình anh xui ơi. Ông giàu chút mà mỏ giò ghê. Rồi hàng hán tới. Tư ơi, chấm cho bình nước uống coi. Bán bình nước đi chú quán ơi. Khổ quá à. Cho bình nước uống coi. Nghe rồi. Kêu hơn kêu đò rồi. Không phải lấy mới có chứ. Thôi chăm đi, nói nhiều quá. Tóp. Ủa, đi uống cà phê về sao khát nước dữ? Ghé nhà bà Tư bông. Chi vậy? Coi bông, mua thêm mấy chậu, đem về nhà cũ để. Trời lớn dữ ha. Lớn gì? Coi truyền hình thấy thật sự người ta đưa tin đó. Năm nào nông dân trồng bông cũng bị lỗ lã. Thấy tội nghiệp mua ủng hộ người ta. Trồng thì nhiều đó. Mà bán thì đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Trông cho ba ngày Tết không à. Lỡ có bán được đâu. Toàn là trả giá lên trả giá xuống. Mà tôi thấy cũng ngộ nghe không. Người ta đi chợ bông đông dữ luôn á. Mà vô coi xong rồi đi ra à, không mua. Canh
canh chừng nào mà gần cận sát Tết đó là người ta hạ giá cho nó nhào vô mua. Mà có nhiêu tiền ở đâu, trời đất ơi. Thì mua mình chưng trước Tết thì mình đón Tết trước. Thì trước cũng mua, sau cũng phải mua. Mà trước sau mà mua có hơn nhau mấy chục ngàn chứ nhiêu. Mà ổng mua cho rồi, để chi mà. Mua trước thì đón Tết trước. Mua ủng hộ bà con người ta bán cực khổ phải không? Mua cho người ta vui, người ta vui thì mình cũng vui, vậy thôi. Tư. Dạ. Ông làm gì vậy? Nhìn thấy thì biết rồi, còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ngày nào ông cũng cầm cuốn sổ ra ghi ghi chép chép á. Nhưng mà tôi không biết ông ghi làm cái gì, tôi mới hỏi. Tôi nói mọi người á, có cái thú vui riêng. Tôi cũng vậy đó. Tôi có nói bà không hiểu đâu. Đừng hỏi chị mệt. Tôi á, thì tôi không hiểu, tôi không biết gì hết á. Tôi chỉ biết là giờ tôi nấu cơm sẵn rồi. Tôi dọn ra sẵn rồi đó. Rồi có vô ăn không thì nói, còn không nói thì tôi dọn ra sau bếp. Ăn gì sớm vậy? Chứ không phải ông nói với tôi á, là 8 giờ ông phải lên trên sớm ông họp. Để mà bàn cái vụ mà đi chúc Tết nè, rồi tặng quà Tết cho mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng hả? Trời đất ơi, quên rồi. Lo chăm mấy cái kiển mà nãy giờ quên rồi. Thôi được rồi, để tôi vô tôi ăn cơm rồi tôi thay đồ tôi đi. Tám ơi, Tám ơi Tám. Dạ. Lấy cái máy chụp hình đó, chụp bên tía đang lặt lá mai nè. Gửi qua bệnh cho chị Sáu mày. Dạ dạ dạ. Cô kêu má mày á, mỗi đứa chụp bôi hình nha. Mai nó đang chỗ đang tốt đó, đừng gửi bệnh cho chị Sáu mày coi. Dạ dạ dạ, con chụp liền. Rồi tía làm đi tía. Chụp cho nó tự nhiên, cho nó đời thường đó phải không? Dạ. Chụp cái đẹp đẹp nha. Dạ tía mới qua. Ủa anh Bảy mới qua. Cái thằng ông phụ tía rồi đứng chụp hình. Ủa này tía kia ông chụp chứ bộ. Thôi ông làm biến chảy thay chứ mà ông nói. Tía 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 vô nghỉ đi để con làm cho tía. Thôi không được đâu, cái này phải tự tay tía làm mới được. Ba cái kiển tụi bay đâu biết, đụng vô hư tao hết à. Đó anh thấy chưa, tía có cho em làm đâu. Tía kêu nè em chụp hình từng người trong nhà mình á để gửi cho chị Sáu coi nè. Nói vợ mày á, ẩm một cốc rồi chụp bôi hình rồi gửi bệnh cho chị Sáu rồi coi nha. Dạ. Vậy mà người ta nói với con, ông Hai Lúa, ông khô khan, ông cọc cằn. Nhưng mà tí mình cũng lãng mạn, yêu bông yêu hoa lắm chứ bộ. Chứ sao? Nói gì bậy rồi chú Bảy ơi. Chú Bảy có vợ rồi, ra riêng ở rồi quên rồi phải không? Hai Lúa nào tới về vậy không à. Chú Bảy đừng nói dễ chú Bảy ơi. Thôi chụp hình gửi chị Sáu coi. Chụp hình. Chụp hình gửi bệnh á. Dạ chào anh Xui. Ủa chị Xui mới qua hả? Dạ. Trang ơi, trang mai nhà anh Xui đẹp quá. Dạ. Ủa mà anh Xui tưới cây mai làm chi vậy? Tưới cho nó chỗ bông. Ồ vậy hả? Mà cái cây mai bên nhà tôi á, tôi tưới á, ông Tư á, ổng la tôi quá trời quá đất à. Ổng nói là ổng kềm lại không có cho nó nở sớm anh. Năm nay á thời tiết nó lạnh, mai nó ra bông trễ, mình phải tưới thúc vậy nè để cho nó chỗ đúng ngày. Ủa vậy là sao ta? Vậy là ông nào đúng ta? Xui. Chị Xuân. Chị vô nhà chơi. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về qua. Nè nè ông nào? Ông đi đâu đó? Rồi bị công an vịn nè. Đi qua bên nhà anh Hai chơi chút xíu. Làm gì? Ở nhà sửa cái chuồng gà cho tôi kìa. Tết nhất tới nơi rồi bà cho tôi nghỉ ngơi chút xíu đi. Chuồng gà có gì đâu mà bắt sửa hoài á. Trời đất ơi, cái chuồng gà nó hư rồi kìa ông. Không có sửa lấy gì Tết nay nhốt gà cho ông nhậu hả? Bây giờ bà nghỉ đi. Anh Hai anh còn có cái thú vui là chăm sóc mai, rồi chờ mai nở. Rồi mai nở ông ngồi uống trà, ông ngắm mai. Tôi có cái gì làm thú vui? Nè. Gì? Ngắm tôi.
Tôi ói á, ngắm bà mấy chục năm rồi. Rồi sao? Giờ chán rồi phải không? Không phải. Sao mà cứ cà lấy hoài à? Ý tôi nói là tôi qua bển tôi thăm coi là mai ảnh năm nay nở nhiều không? Rồi có đạt không? Không có mai đào gì hết á. Có muốn ngắm á, thì ngắm tôi nè. Mà không ngắm tôi á, thì ngắm hai chậu cúc nữa đi. Đi lẹ lẹ về thay phiên của tôi đi nha. Riết ở trong nhà này tôi giống y như bầy gà vậy đó. Nhốt tôi hoài à. Đó, tôi chỉ biết có vậy thôi đó. Chưa có giỏi giang gì đâu chị. Tôi về tôi nấu nha, y chang như chị chỉ tôi vậy đó. Mà ông nhà tôi ông chê hoài à chị xui. Làm quê với sợ. Tôi nghĩ á, chắc là anh xui á, ảnh khó ăn hơn ông nhà tôi thôi à. Hay là chị chịu khó, chị trang trí thức ăn á, cho nó có màu sắc lên, cho nó hấp dẫn. Rồi biết đâu ổng ăn đó. Ừ ha, tôi quên. Để về tôi kêu hai nhái á, nó mở cái gì mà trên mạng, YouTube, YouTube gì đó trên mạng á. Tôi coi cái tôi học theo tôi làm. Ừ đó, cũng dễ mà ha chị xui. Dạ, thôi gì thôi, tôi về nha chị. Thôi chị về ha, uống miếng nước rồi về. À được rồi, tôi về. Cái gì chị xui? Mà chị xui nè. Hả? Hai cây mai của nhà mình á, nếu mà Tết á, nó nở bông cùng một lúc á, thì yên chuyện nghe. Còn mà nếu mà cây mà nở sớm, cây nở muộn là chắc hai ông gây lộn quá chị xui á. Ủa sao kỳ vậy? Sao gây lộn? Ủa? Vậy cho chị xui không biết chuyện gì hả? Có biết gì đâu. Nè, hai ông á thi với nhau là chăm sóc cây mai. Cây mai nào của nhà nào nở ngay ngày mùng 1 á là nhà đó thắng. Chàng ơi, vậy luôn á hả? Ờ. Hèn chi, hổm rà giờ hen. Ông hai nhà tôi hen, ngày nào tôi cũng thấy ông có chăm sóc cái cây mai đó. Tưới hoài chăm hoài mà ra còn ngắm ngó nó miết thôi hả? Bởi vì thiệt là tình á. Già cả rồi mà còn hăng máu quá. Hả? Chị nói ai hăng máu? À không, ý tôi nói là ông Tư nhà tôi. Xuân quê tôi có trống lân đùng đùng, xuân quê tôi có pháo vui rộn ra. Xuân quê này. Tôi... Ồ, anh Xui. Dạ, dạ anh Xui. Ờ, gọi cho anh. Dạ. Nói đi. Ồ, mai của anh Xui sao rồi? Nói chung thì tôi chăm sóc kỹ lắm à. Ừ. Tôi có nhờ tư vấn kỹ thuật đâu đó đàng hoàng nha. Ồ, dữ vậy hả? Trời đất ơi, quyết liệt mà, năm nay là chủ đúng mùng 1 luôn anh. Ê, vậy hả? Chúc mừng anh ha. Dạ. Ủa, mai anh sao rồi? Dạ, mai của tôi thì tôi đang lo lắm anh. Tôi sợ nó nở rồi sao giao thừa. Vậy là... Dạ. Chúc mừng Xuân nha. Dạ. Tiền này cho vợ để vợ lì xì mấy đứa nhỏ. Tiền này mình để dành lì xì mấy đứa nhỏ. Vậy đi. Em. Anh nè. Làm cái gì vậy? Nè em. Em giữ tiền này. Tết lì xì cho mấy đứa nhỏ. Thôi. Cái này là của em. Đừng lộn nha. Của em hả? Ừ. Tiền đâu nhiều dữ vậy anh? Thì tiền thương lái trả cho anh á. Sao người ta trả sớm vậy? Anh nghe nói là người ta lấy hàng của mình về, lấy về là bán hết liền, cho nên người ta trả để cho mình ăn Tết. Năm nay hai vợ chồng mình ăn Tết sớm. Chào anh hai mới qua. Ủa con tự ếch đây luôn hả? Ủa? Dạ. Ủa con chào ba đời. Dạ. Rồi chú ơi chú ba. Dạ. Đâu mày? À, không giấu gì hai anh. Em nghe sắp nhỏ nó đòm rùng trời. Nó nói hai ông Xui đang thi với nhau có ai chăm sóc mai trổ ngày mùng 1 Tết. Thì đó. Tao đang lo nè. Ừ. Lo sợ thắng anh Xui tao. Quá. Ê. Chưa chắc nghe anh Xui. Nếu mà tôi đứng thứ hai á thì chưa chắc là ai đứng thứ nhất à nghe. Thì chắc ông hay lúa rồi đó. Ai giờ. Thôi em xin phép hai ông anh. Có mặt em đây rồi cho em xin có một cái chính kiến một cái.
À, theo như á, là được biết là bữa nay là mình 22 Tết rồi. Thì nếu như mai mà được chăm sóc đúng thời kỳ á, thì đúng 7 hoặc 8 ngày nữa thôi, nó sẽ bung nụ và ra hoa. À, không giấu gì anh Tư, hồi nãy trên đường ngang đây á, em có điện ngang vườn mai nhà anh. Ủa, vậy hả? Đó, thấy không? Thấy tôi chăm sóc mai kỹ không? Ngon lành không? Vườn mai nhà anh á, thì có chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ừ. Nhưng có điều đó cứ khô rang à. Gì khô? Tôi là tôi để như vậy là tại tôi không dám tưới nước nhiều là nó ủ hư rễ làm sao? Đó, chính vì anh suy nghĩ như vậy cho nên anh không tưới nước. Mà anh không tưới nước á, cái nụ mai nhà anh á, nó thiếu nước, nó không có mập, nó ốm nhách rồi. Em đảm bảo với anh, nếu bông của anh mà nở đó, phải tầm mùng 5 Tết. Mùng 5 Tết trổ bông, vậy thì Tết 2021 mới chân phải không? Rồi anh hai nhìn tình trạng mai mình, hai thấy sao? Trời ơi, mai tao mày khỏi nói rồi. Chăm sóc ngày đêm mà. Nếu như cây mai nhà anh Tư á, mà để đón Tết năm 2021 á, thì cây mai nhà anh hai á, chỉ có rước ông Táo xong ngủ luôn. Sao ngủ? Tại vì anh tưới nước nhiều quá, nó nổ bung ra rồi, 2-3 ngày nữa nó nổ bánh sáng rồi. Dữ vậy tao ngưng lại. Nói chung là hai anh còn nhớ tía má em hồi xưa á, là chủ vườn mai lớn nhất xứ Sẹo Lá này. Hai anh còn nhớ không? Ừ. Chính vì vậy cho nên á, ở cái Sẹo Lá này mà về kinh nghiệm nhìn mai không ai bằng em đó. Em chỉ cần nhìn cái thân mai và cái nụ mai biết tình trạng cái mai ra làm sao. Vậy giờ sao? Giờ mai tôi sao? Bây giờ sao đâu mày nói thẳng một cái một đó, đúng rồi. Bây giờ trước mắt thấy hai anh chăm sóc mai, thương mai như là người chăm sóc dâu, người chăm sóc rể vậy là quá tốt rồi. Mà bây giờ hai anh phải nghe lời của em á, thì đảm bảo như thế này nè. Anh hai á, ngưng tưới nước mai lại liền. Còn anh Tư, giờ tăng cường tưới nước mai lên. Hai anh mà nghe lời của em rồi thì đảm bảo mai của nhà hay anh sẽ chỗ đúng ngày mùng 1 Tết. Em xin lấy 50 năm kinh nghiệm trồng mai của gia đình nhà em để mà đảm bảo với hai anh. Nếu như anh hai anh Tư mà nghe lời của em thì mai của nhà hay anh sẽ chỗ đúng mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 hết thì đâu ai thắng ai đâu. Đúng rồi Huệ. À thôi Huệ cũng được, không thua tốt rồi. Ừ, hàng vậy đi. Vậy là vui vẻ cả làng ha. Bây giờ em nhờ hai anh theo em ruột một chuyến. Đi đâu? Cà phê. Ai trả tiền? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mà ai? Thì đây em nhỏ nhất em trả tiền. Đây, lì xì em gái. Cảm ơn anh. Của em nè. Cảm ơn anh. Của anh. Rồi. Cảm ơn ba người đã chịu khó giúp đỡ tấm tàn trong vòng 2 ngày nay nha. Đây, còn quà đây, thêm hai gửi nè. Gửi ít quà ăn Tết nha. Dạ dạ, con cảm ơn. Chú hai chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chú hai. Rồi em về. Chúc mừng năm mới nha. Dạ Rồi. Trời, dễ thương quá. Yên á, bây giờ mình dọn nhà xong rồi nè, mình đi chợ Tết đi. Có lý đó ông. Tôi không có đi đâu. Sao vậy? Ủa, tôi nào giờ có đi chợ Tết đâu mà hỏi ngộ không? Nhưng mà đi chợ Tết vui mà tía. Mình đi á, mình ngắm qua kiển cho có không khí ngày Tết đồ. Tía, anh chị Bảy á với hai bác Tư bệnh chuẩn bị bồng cốc đi chợ Tết kìa. Cốc đi luôn hả? Dạ có tía. Đúng rồi đó ông. Chứ ông sắm mấy bộ đồ mới làm gì? Ông để nó thành móc luôn hay sao? Đi ha. Đi. Với lại mặc đồ đẹp đi nè, mình chụp hình cho chị Sáu coi. Vậy ha. Thank you.